chương 11 Kỳ quái khách nhân 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Xin hỏi khách nhân là muốn ngồi ở giữa cửa sổ địa phương đâu? Vẫn là an tĩnh một chút địa phương. Tóc vàng thanh niên cười hỏi. An tĩnh một chút. Hanada Sarana quyết đoán mà nói, cuối cùng nàng lại cường điệu nói. Ta hẹn người, yêu cầu nói một chút việc, không nghĩ bị quấy rầy đến hiểu biết khách nhân nhu cầu tóc vàng thanh niên thực mau liền đem nàng dẫn đường một cái an tĩnh ghế dài khách nhân yêu cầu trước điểm chút cái gì sao tóc vàng thanh niên đem một chén nước đặt ở hanada sarana trên bàn hanada sarana điểm một phần nhà này quán cà phê được hoan nghênh nhất sandwich còn có một ly nước trái cây người bình thường áp lực đại thời điểm sẽ ăn không vô đồ vật nhưng là hanada sarana trùng hợp tương phản nàng áp lực càng lớn liền càng muốn ăn cái gì tổng cảm thấy dạ dày bộ bị đồ ăn bỏ thêm vào sẽ có loại an tâm cảm. Bất quá cũng có khả năng là lực chú ý bị dời đi tâm lý tác dụng. Bởi vì hiện tại một người khách nhân đều không có, cho nên Hanada Sarana cơm điểm thực mau đã bị bưng lên. Hanada Sarana ăn một ngụm sandwich, tức khắc kinh vi thiên nhân. Không nghĩ tới poi rốt quán cà phê sandwich cư nhiên ăn ngon như vậy. Chân quá bánh mì ôm ôm còn thực mềm mại, Thanh thúy rau xà lách cùng mềm một trứng gà hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, bôi nước sốt điểm mù tạt cây vị, một chút đều không nị, phi thường thoải mái thanh tân. Hanada Sarana ăn xong sau, lại lập tức kêu một phần. Nàng hoàn toàn trầm mê ở đồ ăn trung, thẳng đến cái bàn bị gõ một chút mới giật mình tỉnh lại. Nàng cắn sandwich ngẩng đầu, nhìn đến một người ăn mặc sơ mi trắng, vàng nhạc quần tây thanh niên đứng ở nàng trước mặt, cười như không cười mà nhìn nàng ăn ngon sao? Hắn hỏi. Hanada Sarana đem trong miệng sandwich nuốt xuống đi. Tương đương không tồi, ngươi muốn tới một phần sao? "Bây ca bác sĩ, 17 hào. Hanada. Ngươi kỳ thật một chút đều không hoảng hốt đi. Ta xem ngươi tâm thái thực hảo A, xem kia phó ăn đến mùi ngon bộ dáng, quả thực hảo quá đầu. Hanada Sarana, một hào. Ta đây là áp lực quá lớn, không ăn một chút gì dời đi lực chú ý, ta khiên không được. Thanh niên ngồi xuống, lần này lại đây phục vụ chính là Enomo Ajusa. Thanh niên một bên điểm cơm, một bên ở não nội kênh hỏi. Bây ca bác sĩ, 17 hào. Muốn bắt đầu biểu diễn sao? Hanada Sarana tỏ vẻ có thể, sớm chết sớm siêu sinh, sớm một chút làm xong nàng liền có thể triệt. Thanh niên nhìn Hanada Sarana, lộ ra một cái ôm nhu ngọt ngào tươi cười hôm nay vì cái gì đột nhiên ước ta ra tới, là tưởng ta sao? Hanada Sarana, một hào. Ách, 17 hào, ngươi cười đến ta nổi da gà đều nổi lên. Bây ca bác sĩ, 17 hào. Ngươi biết cái gì? Ta chính là tham khảo chữa bệnh phim thần tượng nam chính biểu tình A, giống nhau soái ca bác sĩ đều là cái dạng này đi. Hanada Sarana uống một ngụm nước trái cây, dùng ánh mắt từ dưới lên trên nhìn thanh niên nói ta khảo thí thông qua, gần nhất ở thực tập. Trong khoảng thời gian này công tác sẽ rất bận, không có gì thời gian bồi ngươi, cho nên muốn cùng ngươi nói một tiếng. Thanh niên đầu tiên là chúc mừng đối phương, sau đó nói. Dù sao cũng là quan trọng thực tập kỳ, ta có thể lý giải. Phía trước vẫn luôn là sarana.chan nhân nhượng ta, hiện tại sarana.chan rốt cuộc muốn thực hiện chính mình mộng tưởng, ta nhất định sẽ duy trì ngươi thỉnh cố lên. Thật vậy chăng? Ngươi thật tốt, Hanada Sarana mỉm cười nói. Bởi vì ta rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, cho nên muốn siêu cấp siêu cấp nỗ lực mới được. Chẳng những ban ngày muốn vội, liền buổi tối đều phải tăng ca sửa sang lại tư liệu bởi vậy đâu, nhân gia khả năng không thể kịp thời hồi ngươi điện thoại cùng tin tức. Nhưng là này không đại biểu ta không yêu ngươi nha. Điểm này ta đương nhiên biết đến, ta chưa bao giờ hoài nghi quá ngươi ngươi là trên thế giới tốt nhất bạn gái. Thanh niên cảm động mà duỗi tay ấn ở Hanada Sarana mua bàn tay thượng. Hanada Sarana, ca bác sĩ. Nôn qua A nhân gia hảo cảm động. Thích nhất ngươi. Hanada Sarana nhanh chóng rút về tay, đôi tay nắm ở bên nhau chớp chớp đôi mắt nói. Bất quá nếu vẫn luôn không thấy được mặt, vẫn là sẽ tịch mịch sao cho nên nhân gia nỗ lực một chút, đem thứ hai không ra tới. Nếu Ajumu tiên sinh tưởng ta nói, có thể ở thứ hai thời điểm liên hệ nhân gia sao? Thanh niên tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Khách nhân, ngươi điểm cà phê cùng bánh quy. Thỉnh chậm dùng Enomo Ajusa đem thanh niên cơm điểm buông, sau đó cười trở lại quầy ba. Nàng đem khay phóng hảo sau, đầy mặt tươi cười mà đối ở sữa sang lại bộ đồ ăn tóc vàng thanh niên nói. Khi đối tình lữ thật tốt a. À? Chẳng những đều là tuấn nam mỹ nữ, lại còn có có thể cho nhau lý giải đối phương khó xử, khẳng định có thể thuận lợi đi xuống đi đâu. Ngươi nói đúng không, Amuro tiên sinh? Amuro Toru nghe vậy ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua ghế dài thượng kia đối nam nữ. Ăn mặc màu lam váy liền áo nữ sinh chính nâng má cười tủm tỉm mà cùng thanh niên nói cái gì, nàng tự hồ thực vui vẻ, bàn hạ chân nhếch lên nhếch lên mà đông đưa. Đối diện thanh niên cũng cười khoa tay múa chân cái gì, hai người chi gian bầu không khí thực tự nhiên. Thật là bình thản sinh hoạt đâu, quốc dân nhóm nếu có thể vẫn luôn như vậy cười vui thì tốt rồi. Nhìn một màn này, Amuro Toru cười gật gật đầu nói. Ayusa tiểu thư nói được không sai. Hanada Sarana cùng thanh niên mặt ngoài đang nói giữa tình lữ cũ kỹ đối thoại, não nội kênh lại nói khởi khác đề tài. Hanada Sarana một hào. Nói thật, ta xuyên thành cảnh sát đã đủ suy, Hoàn toàn không biết muốn làm gì. May mắn là thực tập kỳ, có Sato Miwako mang ta. Hiện tại làm cơ bản là công văn công tác, còn không có đơn độc đối mặt quá kẻ bắt cóc, bằng không ta phỏng chừng muốn lạnh. BK Bác sĩ 17 Hào Người này đã tính hảo đi. Cảnh sát công tác chuyên nghiệp tính không tính cường. Ngươi nhìn xem ta. Ta xuyên thành BK Trung ương Bệnh viện Bác sĩ Khoa Ngoại A, ta từ nhỏ đến lớn liền cá đều không có giải phẫu quá. hắn hiện tại cư nhiên làm ta cấp người sống khai bụng a. À. người biết ta lần đầu tiên dùng dao phẫu thuật cắt ra người bệnh ngực, nhìn đến máu chảy đầm đìa còn ở nhảy trái tim thời điểm tâm tình sao? Hanada Sarana một hào. ta đi, có, có điểm kích thích ha. Beika bác sĩ 17 hào. cái gì kích thích a, à, ta thiếu chút nữa ngất đi rồi a, à, nếu không phải tự mang bác sĩ kỹ năng chống ta mẹ nó đã sớm thượng tin tức. Đây chính là nghiêm trọng chữa bệnh sự cố. Hanada Sarana, một hào. Ngươi không phải không vựng, còn hoàn thành giải phẫu sao? Đã thực ghê gớm. Bây bác sĩ, 17 hào. Ngươi không hiểu. Ta bác sĩ kỹ năng là trăm phần trăm hoàn thành giải phẫu. Ta phỏng chừng là hệ thống xem bác sĩ thân phận tạp khó khăn cao, chúng ta không có khả năng lập tức liền thích ứng lại đây sợ chúng ta làm người chết, mới cho bác sĩ tạp tặng kèm như vậy một cái kỹ năng. Ta không phải đoán mò, ngươi biết ta ở thế giới này tên gọi cái gì sao? Ajumu Shijin, không chết người. Mẹ nó, thật xui xẻo. Ta hiện tại mỗi lần làm xong giải phẫu đều phải đi phòng vệ sinh phun, vẫn là trộm, không dám bị những người khác phát hiện. Ta một ngày phải làm vài tràng giải phẫu đâu. Ta đều mau khó chịu đã chết. Hanada Sarana, một hào. Ha 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 ha, thật tuyệt. Từ xuyên qua sau, đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt, hai người thực hai mà hàng huyên lên. Nửa giờ sau, thanh niên xem hắn biểu diễn thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên đi trước đài chung hai người đơn, sau đó cùng Hanada Sarana đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi. Enomo Ayusa cho rằng Hanada Sarana cũng muốn đi rồi, liền đi tới thu thập mặt bàn ta à, tăng qua đồ vật thu thập rất là được. Có thể lại cho ta tới một ly nước trái cây sao? Ta còn tưởng ngồi trong chốc lát. Hanada Sarana nói, đúng rồi, sandwich có thể lại điểm một phần sao? Nhà này sandwich là thật sự ăn ngon, Hanada Sarana cảm thấy chính mình diễn xong lần này diễn sau, khẳng định cả đời đều sẽ không lại đặt chân poi rốt quán cà phê. Cả đời một lần, lại ăn một chút. Enomo Ayusa vội vàng gật đầu tốt, ta đây liền giúp ngài chuẩn bị. Cảm ơn các ngươi sandwich ăn quá ngon. Hanada Sarana khích lệ nói. Chờ hạ rời đi thời điểm, ta muốn đóng gói một phần trở về. Enomo Ayusa nghe vậy lộ ra cao hứng biểu tình. Đúng vậy. Amuro tiên sinh làm sandwich phi thường được hoan nghênh đâu khách nhân ngài có thể thích thật sự thật tốt quá. Hắn làm cà chua thịt viên canh cũng phi thường hảo uống đâu. Cà chua thịt viên canh, Nghe liền rất ăn ngon bộ dáng A, à, Hanada Sarana nuốt nuốt nước miếng. Kia, ta đây tới một cái. Thật xin lỗi đâu khách nhân, đây là thứ sáu đặt cung phần ăn. Enomo Ayusa lộ ra xin lỗi biểu tình. Đó chính là cả đời đều không có cơ hội ăn tới rồi. Hanada Sarana kéo xuống bả vai. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, quán cà phê chuông gió vang lên, có người đẩy cửa mà vào hoan nghênh quang lâm. Enomo Ajusa vội vàng đi qua đi tiếp khách. Tiến vào chính là một người ăn mặc Tây Tan giáo phục nam tử cao trung sinh. Hắn làn da tái nhợt, thân thể mảnh khảnh, đỉnh dày nặng tóc ngắn, mang thô khung mắt kính. Cả người nhìn qua yếu đuối mong manh, còn lộ ra một cổ tối tâm khí chất. Khách nhân, xin hỏi là một vị sao? Enomo Ajusa hỏi. Ta hẹn người hắn thanh âm cùng hắn cho người ta cảm giác giống nhau, giống không trung tơ nhện, lại tế lại phù. Ta nhìn đến nàng, nói hắn nhất chân hướng gốc ghế dài đi đến. A, à, nguyên lai like là tìm vị kia khách nhân. Nhìn đến nam sinh ở Hanada Sarana đối diện ngồi xuống, Enomo Ayusa bừng tỉnh đại ngộ, nàng vội vàng theo sau chiêu đãi. Khách nhân, xin hỏi ngươi yếu điểm cái gì? Enomo Ayusa nhiệt tình hỏi ta chỉ cần một ly nước chanh. Cao Trung Sinh nói. Tốt, thỉnh chờ một lát. Enomo Ajusa ôm khay trở về đi, mới vừa đi không hai bước, phía sau liền vang lên một phen giọng nữ. Chúng ta chia tay đi. Đối phương bình tĩnh mà nói. Enomo Ajusa đột nhiên mở to hai mắt, nàng xoát mà một tiếng xoay người. Nhìn ghế dài thượng Hanada Sarana, nàng khiếp sợ đến nói không ra lời. Không phải. Vị khách nhân này ngài không phải mới cùng bạn trai tách ra sao? Vì cái gì đột nhiên đối khác nam tính nói chia tay tuyên ngôn A? Kế tiếp, chính là chấn động Ajusa 195 thao tác. Chương 12 Kỳ quái khách nhân 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ajusa tiểu thư, đồ uống làm tốt. Enomo Ajusa còn ở ngốc ngốc nhìn ghế dài người, bên tai đột nhiên nhớ tới Amuro Toru thanh âm nàng ngẩn người, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người hướng quầy ba đi. Cảm ơn, Amuro tiên sinh. Enomo Ayusa cúi đầu nói. Enomo Ayusa biết Amuro Toru vừa rồi đột nhiên kêu nàng, là ở nhắc nhở nàng. Làm người phục vụ cư nhiên bởi vì nghe được khách nhân nói, mà thất thố đến nhìn chầm chằm khách nhân xem, thật sự không nên. Loại này cùng loại nghe lén khách hàng nói, ở trong ngành chính là tối kỵ a, à, nếu là bởi vậy khiến cho khách nhân phản cảm, bị khiếu nại nói, đối quán cà phê là phi thường ác liệt mặt trái tin tức. Thật sự thực xin lỗi. Enomo Ayusa có chút quể oải. Không có quan hệ, Ayusa tiểu thư không cần hướng ta xin lỗi. Amuro Toru lắc đầu, hắn đem điều chỉnh tốt nước chanh đặt ở trên khay. Đồ uống nói, ta tới đưa qua đi đi. Ayusa tiểu thư hỗ trợ rửa sạch một chút bộ đồ ăn có thể chứ? Enomo Ayusa vội vàng gật đầu. Amuro tiên sinh luôn là như vậy săn sóc, hắn khẳng định là lo lắng nàng không có biện pháp ở khách nhân trước mặt khống chế tốt mặt bộ biểu tình, mới riêng đưa ra hỗ trợ đi. Vì cái gì, là ta làm sai cái gì sao? Ăn mặc Tây Tang giáo phục nam tử cao trung sinh nói, hắn ngữ khí khô cằn. Hanada Sarana, một hào. 11 hào. Ngươi diễn đến hảo lạng a, cấp điểm cảm tình a, ngươi chính là bị ngươi thâm ái mỹ lệ lại ôm nhu đại tỷ tỷ ném rớt a, bi thương. Hoài nghi nhân sinh. Khó chịu. Muốn khóc. Ngươi hiểu hay không a? Tây Tăng học sinh 11 Hào. Hanada, ngươi như vậy khen chính mình, hảo không biết xấu hổ a, ta cũng không nghĩ a, ta nếu là biết diễn kịch, ta có thể tiến lót đế ban sao? Ta đã tận lực Hanada Sarana thở dài. Không phải ngươi làm sai cái gì, là ta công tác quan hệ. Ta bận quá, không có biện pháp giống như trước giống nhau thường xuyên cùng ngươi gặp mặt. Hai người nếu là không có biện pháp thường xuyên gặp mặt nói, sớm hay muộn sẽ chia tay đi. Nếu như đến cuối cùng hai người thể xác và tinh thần mệt mỏi khắc khẩu, còn không bằng ngay từ đầu liền tách ra, lẫn nhau lưu cái ấn tượng tốt không phải sao. Khách nhân, quấy rầy một chút, đây là ngài điểm nước chanh tóc vàng thanh niên hơi hơi cong eo đem pha lê ly đặt ở học sinh trước mặt, thỉnh chậm dùng. Hanada Sarana nhìn thoáng qua quầy ba Enomo Ayusa, di. Như thế nào lại đổi thành vị này soái ca phục vụ lạc? Amuro Toru chuẩn bị rời đi thời điểm, Hanada Sarana vội vàng gọi lại hắn. Cái kia a, ta sang quyết thượng thời điểm, có thể thuận tiện thượng một phần cà chua ngọt chi, một loại mì ý, sao? ta vừa rồi ở bên ngoài cơm điểm lập bài nhìn đến đâu cảm giác thực mỹ vị bộ dáng amuro toru chớp một chút đôi mắt ứng hạ lâm rời đi trước hắn liếc mắt một cái hanada sarana trước mặt không cái đĩa tam phân sandwich tam ly nước trái cây một phần mì ý rõ ràng vừa rồi còn đang nói trầm trọng đề tài lại còn có thể trong nháy mắt dời đi lực chú ý gấp không chờ nổi địa điểm cơm nhìn đến amuro toru đi trở về tới Enomo Ayusa có chút khẩn trương mà nhìn hắn. Amuro tiên sinh, thế nào? Vị kia khách nhân, nói lại điểm một phần cà chua ngọt chi, Amuro Toru đi vào phòng bếp, vén tay áo bắt đầu làm sandwich cùng mì ý. Ai? Bọn họ không phải đang nói chia tay trầm trọng vấn đề sao? Ăn uống vì cái gì có thể như vậy hảo sao? Enomo Ayusa đầy đầu dấu chấm hỏi, hơn nửa vị kia khách nhân đã ăn hai phân sandwich dựa theo Nhật Bản nữ tính phản phất điểu giống nhau dạ dày, ngày thường điểm một phần sandwich đã ăn no, vị này nữ tính quả thực quá có thể ăn. Có lẽ chỉ là ăn uống tương đối tốt loại hình đi. Amuro Toru nói. Bên này Hanada Sarana lại bắt đầu nói chuyện, Enomo Ajusa lực chú ý lập tức bị kéo qua đi. Cho nên nói, chúng ta hiện tại chia tay là nhất thích hợp. Hanada Sarana nói. Ta không nghĩ chia tay, ta sẽ không gây trở ngại ngươi công tác. Nam sinh nhấp khẩn môi. Công tác của ta có đặc thù tính, nếu ở công tác thời điểm, đột nhiên nhận được ngươi điện thoại cùng tin tức, ta sẽ thực bối rối. Hanada Sarana cường ngạnh mà nói. Enomo Ayusa có chút khẩn trương mà nhìn hai người, nàng nói khẽ với Amuro Toru nói. Vị kia khách nhân hảo kiên định. Amuro tiên sinh, ngươi nói có thể hay không là bởi vì nàng yêu phía trước vị kia tiên sinh không nghĩ lại ở hai người chi gian dây dưa, cho nên mới quyết định cùng vị này nam học sinh chia tay đâu. Rốt cuộc bắt cá hai tay phi thường không hảo. Từ từ, có lẽ nàng ngay từ đầu là cùng vị này nam học sinh kết giao. Một cái xã hội người cùng cao trung sinh ở bên nhau, nhiều ít sẽ đã chịu phê bình. Này đoạn bất luân chi luyến làm nàng thừa nhận rồi áp lực cực lớn, vì học sinh tiền đồ, cũng vì làm chính mình hết hy vọng, cho nên mới quyết định tìm cái thân phận ngang nhau thành niên nam nhân luyến ái đây cũng là phi thường có khả năng đi nói tới đây enomo ajusa lộ ra thương cảm biểu tình cho dù lại thích đối phương cũng là có thể nhẫn nại nhật bản đối danh dự phi thường coi trọng đâu đối với enomo ajusa vấn đề amuro toru cũng không biết như thế nào trả lời hảo ta sẽ không loạn phát tin nhắn cho ngươi cũng sẽ không loạn gọi điện thoại cho ngươi ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, làm ơn thỉnh ngươi không cần cùng ta chia tay. Nam học sinh kích động mà nói, hắn thậm chí bất chấp có người ở, thanh âm lập tức liền lớn lên. Enomo Ayusa cùng Amuro Toru nhìn hắn đối diện nữ tính trầm mặt xuống dưới, nàng thật lâu không nói lời nào. Làm quán cà phê không khí dâng lên một cổ làm người khó nhịn an tĩnh. Enomo Ayusa nhịn không được khẩn trương mà nắm chặt nắm tay. Đúng lúc này, Hai người nghe được Hanada Sarana mở miệng. Ta có thể bất hòa ngươi chia tay, nhưng là ngươi đến bảo đảm chỉ ở thứ ba liên hệ ta. Nếu ngươi trái với ước định nói, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi gặp mặt. Nam học sinh tái Nhật trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ta nhất định sẽ nghe Haruna tỷ nói. Hanada Sarana lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Enomo Ayusa trầm mặt trong chốc lát sau, Giang nan mà nói. Amuro tiên sinh, nếu ta nhớ không lầm nói. Vừa rồi vị tiểu thư này cùng phía trước vị kia tiên sinh nói bởi vì công tác rất bận, làm hắn thứ hai liên hệ nàng đi. Ân. Ừ. Amuro Toru đáp. Enomo Ayusa phát điên, cũng vì chính mình vừa rồi não bổ đối phương là xuất phát từ ái chuyện này, cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn. Đây là bắt cá hai tay đi. Tuyệt đối đúng không? vẫn là trăm phương ngàn kế mà an bài hảo thời gian, cố ý sai khai hai người A. Thật quá đáng đi. Ayusa tiểu thư, đây là khách nhân Việt tư. Amuro Toru bất đắc dĩ nói. Vô luận ở đâu quốc gia đều sẽ có chuyện như vậy, đặc biệt là giống khách sạn, khách sạn, tiệm cơm cùng quán cà phê loại này nơi, thật dễ dàng liền nhìn đến cùng loại nam nữ hỗn loạn quan hệ. Làm phục vụ nhân viên, đối này chỉ cần bảo trì trầm mặt là được. Enomo Ayusa đương nhiên biết, nhưng là không ngại ngại nàng xem bất quá mắt. Bắt cá hai tay liền tính, còn đùa bẩn cao trung sinh cảm tình. Quá tra. Thực mau, Amuro Toru liền làm tốt mì ý cùng sandwich. Hắn bưng lên khay, đem cơm điểm đưa qua đi, trùng hợp lúc này vị kia cao trung sinh đứng dậy. Như vậy ta liền trước rời đi, ta chờ Haruna tỉ điện thoại. Nam sinh cầm lấy cặp sách, hắn cúi đầu nhanh chóng rời đi. Tây Tan học sinh, 11 hào. Ta không được, ta diễn không nổi nữa, ta mau bị chính mình lời nói ghê tởm đã chết. Hanada Sarana, một hào. Ngươi oán giận cái mau A, à, ta còn có tam tràng đâu. Nhìn đến Amuro Toru buông cà chua ngọt chi, Hanada Sarana trước mắt sáng ngời. Hoa A à nghe đi lên thơm quá A. À. Ô ô, đây chính là cả đời chỉ có thể ăn một lần tuyệt phẩm A, à, quá đáng giận hệ thống vì cái gì muốn trừ cái này địa điểm tiến hành biểu diễn a cái kia có thể hỗ trợ thu thập một chút mặt bàn sao hanada sarana gọi lại đang muốn rời đi amuro toru ta chờ hạ còn có bằng hữu lại đây tốt khách nhân amuro toru vẫn duy trì chức nghiệp tươi cười nói cửa chung gió lại lần nữa vang lên lần này đi vào tới chính là một người ăn mặc pháp y tăng lữ tuy rằng là đầu trọc nhìn qua lại thập phần thanh tú Hoan nghênh Quang Lâm. Amuro Toru cùng Enomo Ayusaho. Hanada Sarana ngây ngẩn cả người, dây tiếp theo nàng phẫn nộ mà ở não nội kênh hô to. Hanada Sarana, một hào. Ngươi có lầm hay không a? À, ngươi cư nhiên trực tiếp xuyên pháp y lại đây. Sợ bị người không biết ta hải vương hải đến hòa thượng trên người đi sao? Người khác thấy thế nào ta? Bọn họ nhất định sẽ cho rằng ta đạo đức suy đồi. Ngươi ở chơi ta. Kiriten tăng nhân 24 hào. Ngươi đều chân đạp năm chiếc thuyền, còn nam nữ thông ăn. Vì cái gì còn sẽ sinh ra chính mình đạo đức rất cao thượng loại này ảo giác? Ngươi căn bản chính là đạo đức suy đồi đến không biên a. Hanada Sarana một hào. Ta phi. Chân đạp năm chiếc thuyền là một chuyện, đồ bẩn tăng lữ đó chính là đột phá điểm mấu chốt. Kiriten tăng nhân 24 hào. Hóa ra ngươi cảm thấy đồ bẩn nam tử cao trung sinh cùng nữ nhân còn ở ngươi điểm mấu chốt thượng phải không? Hanada Ngươi điểm mấu chốt thật sự dọa đến ta. Amuro Toru nguyên bản muốn qua đi dẫn tăng lửa nhập tòa, lại nhìn đến đối phương trực tiếp hướng bên này đi tới. Xin lỗi, làm ngươi chờ lâu rồi. Thanh niên tăng lửa cười ngồi xuống, hắn chú ý tới mặt bàn còn không có rửa sạch bộ đồ ăn, hiển nhiên vừa rồi nơi này còn có người ở dùng cơm thân ái, ngươi vừa rồi cùng bằng hữu ở bên nhau sao? Thanh niên tăng lữ hỏi. Hanada Sarana thập phần tự nhiên mà nói. Ân cùng bằng hữu hàng huyên trong chốc lát thiên đâu. Ngươi hảo chậm Nga ta chờ ngươi đã lâu, nàng ngọt ngào mà nói. Amuro Toru trầm mặt mà hắn nhanh chóng thu thập hảo mặt bàn, sau đó phủng đồ vật phản hồi phòng bếp. Hắn vừa bước vào phòng bếp, liền nhìn đến Enomo Ayusa hai mắt đăm đăm biểu tình. Kế, kế cao trung sinh lúc sau, cư nhiên là tăng lữ sao. Enomo Ayusa cứng đờ biểu tình nói, nàng nhìn nói cười yến yến Hanada Sarana, trong nháy mắt lâm vào nhân sinh hoài nghi. Cái kia, Amuro tiên sinh, là ta kiến thức quá ít sao. Ta cảm thấy có điểm khiên không được. Rõ ràng đối phương là khách nhân, chính là ta lại nhịn không được phun tào dục vọng. Ô ô ô, nàng là cái không đủ tiêu chuẩn ăn uống người phục vụ. Ayusa tiểu thư, ta tưởng kia không phải vấn đề của ngươi. Amuro Toru nhìn lại ở kiều chân trước sau đông đưa Hanada Sarana, dở khóc dở cười mà nói. Chương 13 Kỳ quái khách nhân, 3 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở Amuro Toru cùng Enomo Ayusa nhẹ giọng nói chuyện trong lúc, Hanada Sarana bên này cùng tăng lữ diễn đến hừng hực khí thế. Thật là, rõ ràng cùng ta thấy mặt, vì cái gì còn muốn xuyên pháp y, như vậy không phải không thể cùng đi đi dạo phố sao? Hanada Sarana oán giận nói. Nàng biểu tình nhìn qua có chút hạ xuống, thủ hạ lại bay nhanh mà dảo mà dảo cà chua ngọt chi, làm nó nước sốt đầy đủ cùng ngọt chi dung hợp ở bên nhau. Kiriten tăng nhân 24 hào. Hanada, ngươi lời nói cùng động tác hoàn toàn không đồng bộ, thật sự hảo giả. Hanada Sarana một hào có cái gì cái gọi là, dù sao ta chính là một cái hải vương. Đối chính mình dưỡng cá có lệ một chút làm sao vậy? Kiriten tăng nhân 24 hào. Thỉnh không cần xem thường hải vương chuyên nghiệp tính hảo sao. Liền ngươi này thái độ, ta nếu không phải bồi ngươi diễn kịch diễn viên, tuyệt đối sẽ đem ngươi nữ nhân này ném rớt. Ngươi hai mắt sáng lên nhìn đồ ăn bộ dáng, quả thực làm người không hề cái loại này thế tục dục vọng. Hanada Sarana một hào no ấm tư dâm dục, no ở phía trước, dâm ở phía sau. Ta chỉ là trung với chính mình dục vọng có cái gì sai. Suốt ngày cũng chỉ biết tưởng kia đương sự thật đáng giá kiêu ngạo. A, à, nam nhân. Còn có dâm dục dựa vào cái gì cùng muốn ăn làm kinh bỉ liên. Người ăn cơm, hồn ăn cơm, cơm khô đều là nhân thượng nhân. Muốn ăn mới là vĩnh viễn thần. Kiriten tăng nhân 24 hào. Ngươi nha phát biểu còn không phải là giới phan ngôn luận sao? Ngươi mới là cái kia làm kinh bỉ ly người đi. Hanada Sarana không cao hứng, nàng mút lên một viên ngọt chi bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt bị nó no đủ nhiều nước vị chinh phục. Hoa a đến không được đến không được. Siêu cấp ăn ngon a. Nàng ăn đến thật sự cao hứng, tăng lữ không mở miệng không được nhắc nhở nàng. Khụ khụ. Xin lỗi, Sarana. Ta lần này kỳ thật là tới Tokyo đi công tác, cho nên không thể bồi ngươi thật lâu. Hơn nữa chúng ta chùa miếu đối với trang yêu cầu rất cao, ta giống nhau đều sẽ trước tiên hảo thay đổi quần áo, nhưng là hôm nay tới quá vội vàng, thời gian không kịp. Hanada Sarana, một hào. Dì ngoạn ý nhi. Nhật Bản hòa thượng còn hạn chế tư phục. Chúng ta Trung Quốc hòa thượng đều có thể mặc nhãn hiệu giày chơi bóng. Kiriten tăng nhân, 24 hào. Đừng nói nữa, ngươi xem ta ID tên còn nghĩ không ra sao? Đây là phát sinh ở thám tử lừng danh Conan, giai đoạn trước tên truyền thuyết giết người sự kiện. Lạc, thám tử lừng danh Conan ta sở hữu án kiện chung, xếp hạng tốt 10 khủng bố án kiện. Ta vừa vặn xuyên thành kia gia chùa miếu tăng lữ. Bởi vì đã từng chùa miếu trụ trì giết chết đồ đệ, đồ đệ lại dùng đồng dạng thủ pháp giết chết trụ trì, thật sự quá tàn khốc đám kia còn thừa hòa thượng tập thể được PTSD bị thương hội chứng, luôn cảm thấy đều là bởi vì ngoại giới nơi phồn hoa làm sư phụ cùng sư huynh đã chịu ô nhiễm, cho nên đối chúng ta mới tới sư đệ quả thực canh phòng nghiêm ngặt. Ta cùng ngươi nói bọn họ miễn bàn nhiều kỳ ba, mỗi ngày buổi sáng buổi tối ngâm nga kinh văn liền tính, nửa đêm còn sẽ chạy đến ta đầu giường sâu kín mà nói, sư đệ, người là không thể bại bởi trong lòng ác niệm, ta thiếu chút nữa không bị hù chết bọn họ còn yêu cầu tư phục muốn đơn giản, không thể trương dương, trộn đem ta mua quần áo đổi đi. Ta cùng ngươi nói, chính là bạch áo thun phía trước viết đại đại Phật tự, mặt sau viết thanh tâm kinh, còn tất cả đều là ta những cái đó sư huynh từng đường kim mũi chỉ theo. Xong việc nhi trả lại cho ta theo thượng một đóa màu hồng phấn hoa anh đào. Ta chết đều sẽ không đem cái loại này quần áo xuyên đi ra ngoài. Hanada Sarana, một hào. Ha, ha 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 thảo. Tuy rằng trong đầu cười phun, nhưng không ngại ngại Hanada Sarana mặt ngoài lộ ra uể oải biểu tình, nàng thập phần hạ xuống mà nói. Cái gì sao, ngươi nguyên lai like không phải chuyên môn tới xem ta a, à, ta còn tưởng rằng là thật vất vả hẹn hò. Ta rõ ràng mong đợi thật lâu. Enomo Ayusa, Amuro Toru. Vị khách nhân này, ngươi đối đãi mong đợi thật lâu hẹn hò phương thức chính là ở cái này hẹn hò trước trước cùng hai vị bất đồng nam tính giao lưu phải không thanh niên tăng lữ lộ ra xin lỗi biểu tình thật sự thực xin lỗi xin lỗi có ích lợi gì ngươi không phải chờ hạ còn có việc muốn vội sao nửa giờ có thể làm cái gì sao hanada sarana không cao hứng mà dùng ống hút quấy nước trái cây mỗi lần gặp mặt đều vội vội vàng vàng loại này cự ly xa luyến ái thật sự mệt mỏi quá Ta yêu cầu ngươi thời điểm ngươi cũng sẽ không ở ta bên người, không phải sao? Enomo Ayusa, Amuro Toru. Cho nên khách nhân ngươi liền tìm hai cái có thể thường xuyên bồi ở bên cạnh ngươi lốp xe dự phòng phải không? Hanada Sarana nói, làm thanh niên tăng lữ càng thêm ấy nấy. Thực xin lỗi, Sarana. Ngươi có cái gì muốn sao? Ta có thể bồi thường ngươi. Ngươi hảo phiền a. À? Ngươi đem ta trở thành người nào a? À? Hanada Sarana sinh khí mà đẩy ra trước mặt nước trái cây lớn tiếng mà nói. Nếu chú ý một chút nói, nàng trước mặt cà chua ngọt chi đã không? Hanada Sarana sinh khí mà chụp một chút mặt bàn. Ta chính mình muốn sẽ chính mình mua. Ai hiếm lạ ngươi lễ vật a? À, ta chỉ nghĩ muốn cho ngươi nhiều bồi bồi ta, ngươi như thế nào chính là không rõ. Ta biết Sarana không phải cái loại này vật chất nữ hài, chính là ta chỉ là tưởng bồi thường ngươi thanh niên tăng lữ vội vàng nói ta đều nói không cần không cần mỗi lần đều là ta nhân nhượng ngươi thời gian ta đã nhàm chán hanada sarana sinh khí nói ta gần nhất thông qua khảo thí đang ở tiến hành thực tập ta cũng muốn chuyên chú chính mình sự nghiệp ta sẽ không lại nhân nhượng ngươi sarana ngươi là tưởng cùng ta chia tay sao thanh niên tăng lữ tự hồ vô pháp tiếp thu cái này đã kích Hắn nhanh chóng xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Enomo Ayusa bọn họ nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Hanada Sarana, một hào. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không muốn lưu một chút nước mắt càng tốt. Như vậy có thể đầy đủ thể hiện ngươi không tha. Ta xem phim truyền hình đều là như vậy diễn. Kiriten Tăng Nhân, 24 hào. Hanada, ngươi thật sự thực để mắt ta a, à, ta nếu có thể nói rơi lệ liền rơi lệ ta cũng sẽ không chuyên chú đi thần tượng diễn viên Lộ Tuyến. Còn có ngươi cho rằng ta vì cái gì quay đầu? Còn không phải là vì không cho người phục vụ nhìn đến ta mặt vô biểu tình mặt, phát hiện ta căn bản không có ở bi thương sao? Hanada Sarana, một hào. Thái kê, cùi bắp. Kiriten tăng nhân, 24 hào. Phản đồ. Hanada Sarana nghe được thanh niên tăng lữ nói dừng một chút, sau đó che lại mặt bi thương mà nói: ngươi luôn là như vậy, liền tranh thủ một chút đều không muốn. Ta chỉ là nói chính mình muốn thực tập rất bận, không có biện pháp nhân nhượng ngươi thời gian mà thôi, ngươi liền trực tiếp cùng ta chia tay. Ta vội nói, chẳng lẽ ngươi không thể trái lại nhân nhượng ta thời gian sao? Không thể thường xuyên gặp mặt nói, không thể gọi điện thoại sao? Nói đến cùng ngươi căn bản là không yêu ta. Không phải, Sarana. Ta chỉ là cảm thấy tại đây tràn cự ly xa luyến ái, ngươi trả giá đến quá nhiều. Ta tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ chịu không nổi ta, ta chỉ là sợ hãi. Thanh niên tăng lữ vội vàng nói, ta là ái ngươi, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta chỉ là cái nhát gan yếu đuối không dám tranh thủ nam nhân. Thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Hanada Sarana từ trong lòng bàn tay ngẩng đầu, nàng lặng lặng nhìn thanh niên tăng lữ trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói thứ tư. Ta sẽ vì ngươi không ra thứ tư thời gian, nếu ngươi thật sự yêu ta nói, vậy ở thứ tư cho ta gọi điện thoại. Này thật là cuối cùng một lần, nếu là lần sau ngươi còn đối ta nói cái loại này lời nói nói, ta nhất định phải cùng ngươi chia tay. Thanh niên tăng lữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn kinh hỉ mà nắm lấy Hanada Sarana tay. Sarana, cảm ơn ngươi chịu cho ta cơ hội. Hanada Sarana tự hồ không thói quen loại này liếc mắt đưa tình, nàng điệp nữ mà rút về tay có chút ngượng ngùng mà nói. Ngươi không phải chạy tới Tokyo sao, khẳng định còn không có ăn cái gì đi. Nơi này sandwich hương vị khá tốt, ngươi muốn hay không nếm một chút. Nói nàng đem trước mặt sandwich đẩy qua đi, thanh niên tăng lữ lập tức lộ ra tươi cười. Enomo Ayusa, Amuro Toru. Rõ ràng chính mình chân đạp ba điều thuyền, không có biện pháp chiếu cố công tác cùng tình yêu, cho nên muốn đem lốp xe dự phòng nhóm an bài thành bản giờ giấc. Lại trái lại đem trách quan ở đối phương trên người, còn làm đối phương cảm thấy ấy nấy. Loại này đảo khách thành chủ thao tác, quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Enomo Ayusa trầm mặt mà ngồi sổng xuống, nàng bụng mặt thống khổ mà rên rỉ. Amuro tiên sinh, ta đã xem không hiểu thế giới này. Amuro Toru trầm mặt. 20 phút sau, thanh niên tăng lữ ở mua xong đơn sau cũng rời đi. Lưu tại tại chỗ Hanada Sarana dơ lên tay, nhờ Amuro Toru bọn họ hỗ trợ thu thập đồ vật. Toàn bộ đều thu thập rớt thì tốt rồi lạp. Nàng nói. Enomo Ajusa thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc muốn kết thúc sao? Nàng vội vàng đi qua đi thu thập mặt bàn. Enomo Ajusa một bên thu thập một bên thầm nghĩ, này thật là nàng ở Poirot rốt quán cà phê công tác tới nay, nhất kích thích một ngày. Đúng rồi, có thể giúp ta thượng một ly nước chanh sao? Bên tai đột nhiên vang lên Hanada Sarana thanh âm, Enomo Ayusa hoảng sợ. Ai? Khách nhân ngài còn muốn tiếp tục sao? Enomo Ayusa nhịn không được miệng vỡ mà ra, sau đó nàng lập tức che lại miệng mình. Ân ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Hanada Sarana giống như tự nhiên gật gật đầu, mà nàng đặt ở cái bàn hạ run rẩy ngón tay biểu hiện nàng nội tâm không bình tĩnh. lớp kênh Hanada Sarana một hào. Enomo Ayusa nghe được ta còn muốn tiếp tục ngồi, trực tiếp buộc miệng thốt ra hỏi khách nhân ngài còn muốn tiếp tục sao? vì cái gì địa cầu còn không hủy diệt? ta tưởng tại chỗ nổ mạnh. Shidai, bốn hào. ha 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 Tây Tạng học sinh 11 hào. Ha 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 BK bác sĩ 17 hào. Ha 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 Kiriten tăng nhân 24 hào. Ha 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 lòng dạ hiểm độc luật sư 35 hào. Ha 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 tài vị thiên kim 7 hào. Ngươi hẳn là nói cho nàng, gấp cái gì? Mặt sau còn có hai vị ở xếp hàng đâu? Hanada Sarana cảm thấy hít thở không thông. Chương 14. Kỳ quái khách nhân 4. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Enomo Ajusa lực chú ý đã tất cả tại Hanada Sarana trên người. May mắn hiện tại là quán cà phê nhất nhàn thời gian, không có mặt khác khách nhân yêu cầu chiếu cố, bằng không nàng tuyệt đối sẽ bởi vì phân thần mà ra sai. Amuro tiên sinh, người nói vị kia khách nhân có phải hay không còn đang đợi mặt khác? Người A Enomo Ajusa ở những người khác nơi này dừng một chút đã sửa sang lại hảo phòng bếp Amuro Toru đứng ở quầy ba mặt sau, hắn nhìn về phía ghế dài thượng uống nước chanh Hanada Sarana. Đối phương vừa vặn lấy ra di động đang xem, Amuro Toru quan sát đến nàng chỉ là giải khóa di động, cũng không có làm mặt khác động tác, thực mau liền suy đoán ra nàng mục đích. Hẳn là, vị kia khách nhân đang xem thời gian. Enomo Ayusa che lại đôi mắt. Thiệt hay giả? Khi không phải chân đạp bốn chiếc thuyền sao? phía trước đã là thứ hai, thứ ba, thứ tư, hiện tại còn muốn tới cái thứ năm, sau đó dư lại ba ngày nghỉ ngơi sao? Nói như thế nào, thực hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Amuro Toru đối Enomo Ajusa phun tào cười khổ không được, bất quá hắn cũng có thể lý giải Enomo Ajusa tâm tình, rốt cuộc vị kia khách nhân thật sự quá hoa tâm. Đúng lúc này, quán cà phê chung gió vang lên. Tới. Enomo Ayusa lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng bá mà một tiếng xoay đầu nhìn về phía cửa. Hoan nghênh quang lâm. Nàng thanh âm rất lớn, thậm chí có một tia phá âm, biểu hiện nàng nội tâm kích động. Cửa người hiển nhiên bị này nhiệt tình tiếp đón hoảng sợ, hắn dừng một chút mới hướng hai người gật gật đầu. Đối phương là một vị nhìn qua 30 xuất đầu thành thục nam sĩ, tây trang dày da, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, mang kính gọng vàng, cả người tản ra tinh anh hơi thở. Hanada Sarana, một hào. Hảo một cái văn nhã bại hoại A lòng dạ hiểm độc luật sư, 35 hào. Hanada, ngươi có thể hảo hảo học tập một chút ca ngợi từ ngữ nói nữa sao? Hanada Sarana, một hào. Ngươi có thể hảo hảo xem một chút chính ngươi ID, sau đó sờ sờ ngươi lương tâm, chẳng lẽ ngươi không xứng với bại hoại cái này từ sao? Lòng dạ hiểm độc luật sư, 35 hào ngươi nói được quá có đạo lý ta không lời gì để nói xin lỗi làm ngươi đợi lâu nam nhân cuối cùng à, tự còn chưa nói xong đã bị đối diện người đâu đầu đâu mặt bác vẽ mặt thủy trong suốt thủy theo tóc của hắn cùng gương mặt chảy xuống trên mặt đất hắn nghe thấy được một chút chanh hương vị a à, là nước chanh đâu enomo ajusa bị thình lình xảy ra vừa ra hoảng sợ nàng trừng lớn đôi mắt hoảng sợ mà nhìn hanada sarana này này lại là làm sao vậy a? À? lòng dạ hiểm độc luật sư 35 hào. Hanada, ngươi cũng bắt đến quá nhanh đi. cốt xấu ở kênh bên trong nói một tiếng a. À. Hanada Sarana một hào. lớp trưởng nói, muốn theo đuổi chân thật liền phải xuất kỳ bất ý, có thể làm ngươi biểu diễn càng thêm tự nhiên. nói thật, ta có bị sản đến cảm ơn chiêu đãi. lòng dạ hiểm độc luật sư 35 hào làm ơn ngươi không cần dùng đem người đương xứng đồ ăn ngữ khí tới nói được không? Còn có ta cảnh cáo ngươi đừng mơ ước ta khối này thân thể, ngươi không phải ta thích, kia ly trà. Hanada Sarana, một hào. Kéo đến đi, nói được giống như ngươi là ta, kia ly trà, giống nhau. Đừng nói ta không nghĩ ở bên này thế giới ngũ nam nhân, liền tính ta thật sự bất cứ giá nào tưởng trước tiên thể nghiệm một chút thành nhân thế giới, cũng chỉ sẽ tìm bên kia quầy ba tóc vàng xoái ca hảo sao kia mới là ta thích loại hình. Tây Trang Nam Nhân nghe vậy nhìn về phía quầy ba, thấy rõ ràng tóc vàng thanh niên bộ dạng Tây Trang Nam Nhân dừng một chút. Hắn một lần nữa nhìn về phía Hanada Sarana, lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Lòng dạ hiểm độc luật sư 35 hào. Hanada, ngươi thật đúng là sắc đảm bao thiên A, Hanada Sarana không rõ nguyên do, cho rằng đối phương là ở châm chọc nàng làm trò nhân gia soái ca biểu diễn hải vương, còn có can đảm đi phao nhân gia, thật sự là quá mức tự tin. Nàng không cao hứng mà biểu môi, một lần nữa tiến vào diễn kịch trạng thái, vì thế bỏ lỡ một cái hiểu rõ chân tướng cơ hội. Ngươi đến muộn 5 phút. Hanada Sarana đem không pha lê ly thật mạnh thả lại trên mặt bàn, cả khuôn mặt đều lạnh xuống dưới. Ngươi có phải hay không hoàn toàn không đem ta để vào mắt? Tây trang nam nhân trên người dọc nước rơi trên mặt đất, hội tụ thành nho nhỏ một bãi. Enomo Ayusa theo bản năng cầm lấy bên cạnh khách nhân dùng khăn lông, lại không biết có nên hay không ở cái này thời gian điểm đi ra ngoài. Nàng không biết làm sao mà nhìn về phía Amuro Toru, hy vọng vị này vạn năng đồng sự cấp điểm ý kiến. Amuro Toru hướng nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đây là giữa tình lữ. Tạm thời xem như tình lữ đi. Tóm lại là hai vị khách nhân gian cảm tình gút mắt, lúc này qua đi, chỉ có thể làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Enomo Ayusa chỉ có thể kiềm chế bất động, ngay sau đó nàng hỏi. Cái kia. Amuro tiên sinh, vừa rồi vị kia nam khách nhân giống như hướng chúng ta nơi này nhìn thoáng qua. Ngươi nói hắn có phải hay không yêu cầu cái gì hỗ trợ? Hắn không có kêu chúng ta, hẳn là không phải. Trước cuộc nơi này là nơi công cộng đương trường, bị trước mặt mọi người bác thủy, người bình thường hoặc nhiều hoặc ít sẽ theo bản năng chú ý chung quanh người ánh mắt. Amuro Toru nhắc nhở nói, Ajusa tiểu thư, ngươi vẫn là không cần nhìn chầm chầm vào khách nhân nhìn. Enomo Ajusa lên tiếng, nàng nghiêng đi mặt làm bộ ở sửa sang lại đồ vật, nhưng mà dư quan vẫn là nhịn không được hướng ghế dài thổi đi. Amuro Toru đối chính mình đồng sự mãnh liệt bác quái tâm không có cách, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Amuro Toru ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, phát hiện còn có một giờ liền đến tan tầm cao phong kỳ, liền xuống tay chuẩn bị bữa tối tài liệu thật sự thực ôm một cái kiểm, vừa rồi cùng khách hàng đang nói tân án tử. Bên này Tây Trang Nam Nhân chính một bên rút ra trong túi khăn tay trà lau trên mặt thủy, một bên giải thích nói. Hanada Sarana đánh gãy hắn nói. Ta làm ngươi giải thích sao? Ai làm ngươi mở miệng? Nàng ngang ngược vô lý tới cực điểm, ta rõ ràng ước ngươi 4 giờ rưỡi đến đi. Ngươi lại đến muộn 5 phút. Ngươi căn bản là không coi trọng lần này gặp mặt, Ngươi vì cái gì không đề cập tới trước đến? Ngươi phía trước nói qua tuyệt đối không thể lấy trước tiên lại đây. Ta nói không thể trước tiên đến, ngươi liền không đề cập tới trước đến. Ta đây nói ngươi không được đến trễ, ngươi vì cái gì không nghe a? À. Hanada Sarana đoạt lấy đối phương đang ở trà lau khăn tay ném xuống đất, sau đó từng câu từng chữ mà nói. Quỳ xuống tới cấp ta xin lỗi. Enomo Ayusa lập tức liền ngồi không được. Làm người quỳ xuống gì đó, cũng thật quá đáng đi. Hơn nữa rõ ràng chính mình liền ở suốt quỷ. Nàng Niết không được siết chặt nắm tay. Lời này vừa ra, liền ở một bên nghiêm túc chuẩn bị tài liệu Amuro Toru đều nhịn không được nhăn lại mi, hắn một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng ghế dài. Đúng lúc này, Tây Trang Nam Nhân đem công văn bao phóng tới trên chỗ ngồi, xem hắn tư thế tự hồ thật sự chuẩn bị quỳ xuống. Amuro Toru nhịn không được mở miệng vị khách nhân này. Hắn khuyên trang nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến tay trang nam nhân bổ nhào vào Hanada Sarana trước mặt, ôm lấy nàng cẳng chân dùng mặt cọ lên. Thích hắn nguyên bản nghiêm túc trên mặt nhộn nhạo khởi một mặt đỏ ửng, hoàn toàn là một bộ say mê trong đó bộ dáng. Amuro Toru nhắm lại miệng, hắn xoa xoa huyệt thái dương, trong nháy mắt lý giải vừa rồi Enomo Ayusa về xem không hiểu thế giới này, nói. An, Amuro tiên sinh hắn, bọn họ. Enomo Ayusa trợn mắt há hốc mồm, nàng lắp bắp liền lời nói đều nói không được đầy đủ, này, cái này còn không phải là, s s Cái kia em mờ, nàng chết sống nói không nên lời. Nàng là cái ngốc tử, thật sự, vì cái gì chính mình chính là không học ngoan. Rõ ràng vừa rồi đã bị vả mặt ba lần, vì cái gì còn muốn đưa tới cửa bị đánh lần thứ tư đâu. Nguyên bản cho rằng có vấn đề chỉ là vị kia hoa tâm nữ khách nhân, không nghĩ tới bị dẫm thuyền còn có biến thái vị này nữ khách nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào a à, nàng là đầu bếp sao vì cái gì có thể làm được một con cá một cái vị hoàn toàn không mang theo lặp lại a à. bên này hanada sarana nhẫn nại nổi da gà cùng mãnh liệt buồn nôn cảm một chân đem tây trang nam nhân đá văng ra ghê tẩm đã chết ta làm ngươi quỳ xuống là vì làm ngươi cho ta xin lỗi không phải vì làm ngươi tự hai Ngươi này đầu vô dụng đồ con lợn. Hanada Sarana, một hào. Ngươi mẹ nó vì cái gì muốn trừ đến cái rung em mờ luật sư thân phận tạp? Ta hiện tại giống cái biến thái rung ép giống nhau. Lòng dạ hiểm độc luật sư, 35 hào. Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta cũng rất thống khổ a, à, vì không ốc. ta hiện tại mỗi ngày đều ở bên trong quần áo xuyên trói buộc mang. Hanada Sarana, một hào câm miệng a à a, à, ta không nghĩ ở trong não ghi vào đáng kinh hình ảnh. Ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, về sau trừ bỏ thứ năm không được liên hệ ta. Không được cho ta gọi điện thoại cũng không cho cho ta gửi tin tức, nghe hiểu sao ngu xuẩn. Hanada Sarana lộ ra chán ghét biểu tình, nàng dùng ngón tay trực tiếp chỉ hướng ngoài cửa. Sau đó ngươi có thể lăn. Đúng vậy, chủ nhân. Tây trang nam nhân thực nhanh nhẹn mà nhặt lên khăn tay, lại cầm lấy công văn bao nhanh chóng mà rời đi quán cà phê. Trước khi đi hắn còn cấp Hanada Sarana một cái, ta đi rồi, dư lại thỉnh ngươi chính mình thừa nhận đi, vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Hanada Sarana đối có thể trước rời đi lòng dạ hiểm độc luật sư, đố kỵ đến muốn mệnh. Nàng hiện tại căn bản không dám nhìn hướng quầy ba, Hanada Sarana một chút đều không muốn biết Enomo Ayusa cùng vị kia tóc vàng soái ca ở dùng cái gì ánh mắt xem nàng, cũng không muốn biết bọn họ hiện tại nội tâm suy nghĩ cái gì, nàng chỉ nghĩ đào cái động chui vào đi. Hanada Sarana nhìn xuống che mặt xúc động, liều mạng dùng ngón tay khấu mặt bàn. đáng giận, đáng giận a, vốn dĩ chân đạp năm chiếc thuyền, nam nữ thông ăn liền đủ quá mức. vì cái gì nàng cá bên trong còn có rung em mờ loại này thuộc tính thân phận tạp. hiện tại nàng đã từ hải vương tiến hóa thành biến thái hải vương, lại không phải đi di mừng vì cái gì phải cho nàng tới cái siêu cấp tiến hóa A? À? Hải vương thú Hanada Sarana, siêu cấp tiến hóa, trung ép biến thái hải vương thú Hanada Sarana. Ô hô quả thực ngư bức hỏng rồi phải không? Phải không? Phải không? Hệ thống ngươi cái này rác rưởi cẩu đồ vật. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Đúng lúc này, quán cà phê chuông gió lại vang lên. Hanada Sarana ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía người tới chương 15 Kỳ quái khách nhân, 5 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Coi rốt quán cà phê chung gió lại vang lên, ở Enomo Ajusa khẩn trương trong ánh mắt, đi vào tới một vị toàn thân trên dưới ăn mặc hàng hiệu Mỹ diễm nữ tính. Màu sợi đầy đại cuộn sóng, lửa cháy môi đỏ, còn có miêu giống nhau nện bước. Enomo Ajusa che lại ngực đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá! Lần này là nữ tính. Vậy cùng vị kia khách nhân không quan hệ đi. Sau đó giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến vị này mỹ nhân đường kính đi hướng Hanada Sarana. Không có quan hệ, liền tính là nhận thức, cũng nên là bằng hữu bình thường sao? Vị này cùng phía trước không giống nhau, chính là nữ tính nga. Enomo Ayusa khẳng định nói. Phía trước Hanada Sarana dùng nước chanh bát lòng dạ hiểm độc luật sư, cái bàn phụ cận mặt đất còn có thủy nữ nhân vì làm chính mình vào bàn càng thêm có khí thế, riêng xuyên 8cm dày cao gót. Lúc này không có chuẩn bị tâm lý, dày cao gót sát ở dính thủy trên sàn nhà, lập tức liền trượt. A a a a. Nữ nhân ăn mặc bó sát người váy căng bản mại không khai chân tới chống đỡ, lập tức liền hướng trên mặt đất đánh tới. Khách nhân. Enomo Ajusa sợ tới mức lớn tiếng kêu gọi. Amuro Toru vội vàng ra bên ngoài hướng, nhưng là quầy ba ly ghế dài có nhất định khoảng cách. Hắn mới vừa bán ra chân, liền nhìn đến Hanada Sarana đứng lên một phen ôm lấy nữ nhân, eo phòng ngừa nàng té ngã, còn rất có nghi thức cảm mà tới cái đối diện. Tài việt thiên kim bảy hào. Hanada, một màn này có phải hay không có điểm quá kinh điển? Kinh điển đến ta có điểm tưởng phun tào. Hanada Sarana một hào. Nếu ngươi không muốn nói, ta có thể hiện tại buông tay làm lãng mạn phim thần tượng biến thành sa điêu ngày kịch. Dù sao ngươi xuyên siêu mini bó sát người váy khẳng định sẽ đi quan, đi quan lộ quần lót chính là sa điêu ngày kịch tiêu xứng đâu. Tài việt thiên kim, bảy hào. Thật cũng không cần. Chinh cô, ngươi không sao chứ. Hanada Sarana nói. Hô không có việc gì không có việc gì, thật là hù chết nhân gia. Mỹ diễm nữ nhân đỡ ngực thật dài thở vào nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại sau, nàng cao hứng mà ôm lấy Hanada Sarana cổ hôn một cái. Cảm ơn ngươi, Sarana thích nhất ngươi, Hanada Sarana đôi tay nắm lấy cánh tay của nàng đi xuống xã, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Có thể hay không không cần nhảo nhảo dính dính, ngươi son môi đều khắc ở ta trên mặt. Có cái gì cái gọi là sao chúng ta đều lâu như vậy không gặp Mỹ Diễm nữ nhân theo Hanada Sarana lực độ buông ra tay, nàng một bên đem bao bao đặt ở ghế dài thượng một bên nói. Ngồi xuống vài giây sau, nàng giơ lên tay kêu to Enomo, Ayusa bọn họ. Người phục vụ phiền toái điểm một chút cơm. Tốt. Enomo, Ayusa vội vàng cầm lấy cơm bài hướng bọn họ đi đến. Amuro tiên sinh, phiền toái ngươi lấy một chút cây lau nhà kéo một chút trên mặt đất thủy. Thật là, chính mình chỉ lo bị kích thích, cư nhiên đều đã quên xử lý trên mặt đất thủy. Còn kém điểm làm khách nhân té ngã, thật là quá không nên hôm nay nàng thật sự phạm vào thật nhiều sai lầm, Enomo Ayusa nhịn không được tỉnh lại chính mình. Mỹ diễm nữ nhân tiếp nhận cơm bài nhìn nhìn, hỏi. Sarana, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ta liền không cần, ta đã ăn qua. A, à, đúng rồi. Hanada Sarana đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Vị này người phục vụ tiểu thư, chúng ta chuẩn bị đi rồi, phiền toái đem phía trước nói sang đóng gói một chút. Nói xong nàng nhìn về phía Mỹ diễm nữ nhân nói nói. Ngươi đã quên chúng ta hẹn bữa tối sao? Hiện tại mau 5 giờ, chờ hạ sẽ ăn không ngon. Cũng đối đâu ta đây chỉ cần một ly băng lấy thiết hảo. Mỹ diễm nữ nhân đem cơm bài còn cấp Enomo Ayusa. Thỉnh ngài chờ một lát, chúng ta thực mau liền thượng cơm. Enomo Ayusa nói. Mỹ diễm nữ nhân một lần nữa nhìn về phía Hanada Sarana, nàng từ hàng hiệu túi sách lấy ra một cái hộp đẩy đến nàng trước mặt. Sarana, chúc mừng ngươi khảo thí thông qua đây là ta tặng cho ngươi chúc mừng lễ vật, ngươi mau nhìn xem có thích hay không. Hanada Sarana mở ra hộp, bên trong là một con bạch kim sắc hình tròn đồng hồ, nguyên bộ màu đen ngắn gọn hoa văn dây đồng hồ. Biểu trên người có được dạng trăng, đi ngược chiều ngày, tháng cùng năm nhuận lịch vạn niên, mặt khác còn kim cụ tự động di động cùng giờ, phút cùng dây công năng là thời thượng cùng cổ điển kết hợp, liền tính không hiểu biểu người nhìn đến, cũng sẽ nhịn không được khen ngợi một câu. Cầm cây lau nhà lại đây kéo thủy Amuro Toru nhìn đến đồng hồ, nhận ra đây là PFT er đồng hồ, hắn nhớ rõ này khoảng biểu giá bán hình như là 12 vạn đô la. Nữ sĩ biểu đại bộ phận là lễ phục đồng hồ, cơ bản chỉ có kim đồng hồ công năng, đối với người công tác tới nói hẳn là không đủ dùng đi ta tuyển đã lâu mới lựa chọn này chỉ 12 vạn đô la đồng hồ đâu. Giá cả là có điểm thấp lạp, bất quá ta đã tìm người định chế càng tốt đồng hồ. Nhưng là không có nhanh như vậy chế tác hảo, ngươi liền trước nhân nhượng dùng sao, Mỹ Diễm nữ nhân nói nói. Ngay sau đó nàng lại từ bao bao lấy ra một cái phi thường hậu phong thư đẩy qua đi. Còn có, ta nghĩ ngươi thực tập, khẳng định yêu cầu cùng lãnh đạo các đồng sự đánh hảo quan hệ. Khi khẳng định sẽ có rất nhiều xã giao, cho nên riêng cho ngươi chuẩn bị chút tiền tiêu vặt. Ngươi trước dùng nga, không đủ nói lại cùng ta nói, ngươi làm gì luôn cho ta tiền, ta chính mình đủ dùng. Còn có ta không cần như vậy sang quý lễ vật. Hanada Sarana đem đồng hồ lui trở về, nàng tự hồ có chút bực bội. Ta không nghĩ để cho người khác hiểu lầm ta và ngươi quan hệ. Là ta chính mình muốn cho ngươi hoa. Cho chính mình thích người tiêu tiền có cái gì sai đâu. Mỹ Diễm nữ nhân vội vàng mà nói, nàng gắt gao nắm lấy Hanada Sarana tay. Ta mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào đâu. Trên thế giới này chỉ có Sarana có thể lý giải ta. Amuro Toru, cho nên nói cái này cũng là, phải không? Thỉnh không cần nói như vậy, ngươi đã có vị hôn phu không phải sao? Hanada Sarana muốn rút về tay. Tuy nhiên vẫn là cái phụ nữ có chồng. Lau khô thủy Amuro Toru thu hồi cây lau nhà trở về đi, vừa vặn cùng phủng băng lấy thiết ra tới Enomo Ayusa đi ngang qua nhau. Ayusa tiểu thư, thỉnh bình tĩnh. Amuro Toru nhìn đến Enomo Ayusa run rẩy ngón tay nhắc nhở nói. Enomo Ayusa không tiếng động mà nhìn Amuro Toru liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ta đã rất bình tĩnh chữ. Bên này Mỹ diễm nữ nhân còn ở kích động mà nói. Khi chỉ là ba ba tự tiện tìm, ta căn bản không thích hắn. Ta hiện tại không có trực tiếp cự tuyệt hắn, chỉ là vì yểm hộ chúng ta hai cái tình yêu. Hanada Sarana, một hào. Qua A, à, ngươi đây là lừa hôn, hảo tra A, à, cũng đừng nói ta không có nói tỉnh ngươi, nơi này chính là thám tử lừng danh Conan, thế giới. Ngươi vẫn là tài việt thiên kim, đây chính là kế xã trưởng ngoại, đệ nhị cao nguy hiểm chức nghiệp. Tiểu tâm bị giết Nga tài việt thiên kim, bảy hào. Ha ha cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta khẳng định sẽ không bị vị hôn phu giết chết lạp. Hanada Sarana thở dài một hơi. Chiên cô, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu. Hơn nữa ta nói rồi ta càng thích nam nhân. Cũng không phải là sao. Bốn, một đâu. Enomo Ayusa ở trong lòng nói thầm nói. Nàng ho khang hai tiếng nhắc nhở chính mình đã đến, sau đó mới đem băng lấy thiết buông. Khách nhân, ngài băng lấy thiết tới rồi. Mỹ diễm nữ nhân không rảnh lo băng lấy thiết, nàng lực chú ý toàn bộ ở Hanada Sarana trên người. Liền tính ngươi thích nam nhân ta cũng không ngại. Ta chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi. Ta không ngại ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau, ta có thể cùng hắn chia sẻ ngươi. Nếu ngươi tưởng nói, chúng ta còn có thể cùng nhau. Cùng nhau, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? chính là cái kia thành nhân ý tứ enomo ajusa trừng lớn đôi mắt nàng nắm chặt khe nhanh chóng xoay người hướng quầy ba đi đến sợ làm hai người nhìn đến nàng vặn vẹo mặt trời ơi trời ơi nàng nghe được đến không được đối thoại vị khách nhân này dưỡng cá như thế nào một cái sau một cái kính bạo a đây là muốn ba ba ngây thơ như enomo ajusa thật sự nói không nên lời cái kia tê tự ai từ từ không đúng, vị kia khách nhân giống như không chỉ ba cái đi. Nàng chính là chân đạp năm chiếc thuyền A, đó chính là nói là sáu, sáu cái kia A. Enomo Ayusa mặt đỏ lên trở lại quầy ba, nàng đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Vốn dĩ chiều nay gặp được kích thích đã đủ nhiều, lại không nghĩ rằng cao trào cư nhiên ở phía sau. Đây là cái gọi là chào bế mạc trước biểu diễn vĩnh viễn đều là nhất khí kịch hóa sao. Ở vào hỗn loạn trung Enomo Ayusa, lắp bắp mà đối Amuro Toru nói An Amuro tiên sinh ngươi nghe được sao này cũng lợi hại đi cái kia khách nhân thân thể có thể hay không chịu không nổi a à? Ayusa tiểu thư ngươi ở nói bậy gì đó đâu Amuro Toru dở khóc dở cười chờ Enomo Ayusa tỉnh táo lại khẳng định sẽ bị chính mình nói qua nói xấu hổ đến đào đất động chui vào đi Amuro Toru lại nhìn về phía Hanada Sarana vị khách nhân này tự hồ rốt cuộc ý thức được chính mình lời nói có chút không thỏa đáng. Nàng hạ giọng cùng vị kia Mỹ diễm khách nhân nói vài câu cái gì, rốt cuộc làm vị kia khách nhân mặt mày hớn hở. Ngay sau đó vị kia khách nhân đem băng lấy thiết một ngụm uống xong, hai người liền đứng lên hướng quầy thu ngân đi đến. Amuro Toru vội vàng cùng qua đi. Tính tiền là Hanada Sarana kết, nàng toàn bộ hành trình không có xem Amuro Toru bên cạnh mỹ diễm nữ nhân nhưng thật ra ôm lấy cánh tay của nàng nhìn Amuro Toru vài lần. Amuro Toru nghi hoặc phát hiện đối phương trong mắt cư nhiên có đối nam tính thưởng thức. Vị này nữ tính thích không phải nữ tính sao? Vì cái gì sẽ đối hắn lộ ra thưởng thức khác phái ánh mắt? Amuro Toru trong lòng có một tia nghi hoặc, nhưng là thực mau này tia nghi hoặc đã bị đánh nát. Kết xong trứng hai người hướng quán cà phê cửa đi đến, vừa đi, Mỹ Diễm nữ nhân một bên nói. Thân ái, ta cảm thấy vừa rồi vị kia tiểu ca lớn lên không tồi đâu, ngươi có thích hay không a, à, không bằng ta hỏi một chút hắn muốn hay không cùng nhau. Amuro Toru cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hanada Sarana, một hào. Quy. Ngươi không cần quá vận a, à, ngươi là biến thái sao? Mới vừa diễn xong như vậy diễn, còn dám mở miệng mời nhân gia. Người khác sẽ thấy thế nào ta? Tài việt Thiên Kim, bảy hào ha 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 sợ cái gì a à, dù sao ngươi về sau cũng sẽ không tới nơi này sao ta liền đậu đậu hắn. Ngươi thật sự lời nói rất nhiều. Trước nói hảo, ta chỉ có thứ sáu có thể bồi ngươi, khác thời gian đừng tới tìm ta. Hanada Sarana đẩy ra cửa kính đi ra ngoài. Hảo ta đều nghe ngươi, mỹ diễm nữ nhân cao hứng mà nói. Amuro Toru nhìn hai người rời đi bóng dáng, trong đầu nhịn không được toát ra chính mình phía trước cảm khái thật là bình thản sinh hoạt đâu, quốc dân nhóm nếu có thể vẫn luôn như vậy cười vui thì tốt rồi. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, hắn nhưng chưa nói là loại này cười vui pháp. Chương 16 Kỳ quái khách nhân 6 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hanada Sarana cùng Sakuri Chinko hai người mới vừa đi ra Poirot rốt quán cà phê, liền nghe được hệ thống thông tri thanh. Hệ thống Thông tri, biểu diễn khoa đệ nhị tràng thảo hạch, tỷ tỷ trưởng quản bảy đại dương, bằng bản lĩnh dẫm thuyền tuyệt không lật xe, dù sao cũng phải phân 80, đạt tới đủ tư cách tiêu chuẩn. Vai chính, một hào đạt được 20, vai phụ 7 hào đến 15 phân, 11 hào đến 10 phân, 17 hào đến 15 phân, 24 hào đến 10 phân, 35 hào đến 10 phân. Chú ý, mỗi lần khảo hạch thành công đoạt được điểm, nhưng dùng tại hạ một hồi khảo hạch mất cơ hội chồng lên đến đoạt được điểm thượng. Yes! Hanada Sarana nhịn không được nắm chặt nắm tay phát ra thắng lợi tiếng la. Này cũng quá tuyệt vời đi! Sakuri Chinko lập tức ghét đến hệ thống ý tứ. Liền tính lần sau khảo hạch không thông qua, chỉ cần tham dự biểu diễn nhân thủ thượng có phần số nói, không phải có thể tiến đến 60 phân đạt tiêu chuẩn sao. Như vậy liền không cần đã chịu trừng phạt. Đối! hơn nữa tham dự biểu diễn nhân số càng nhiều càng có lời rốt cuộc đạt tiêu chuẩn là ấn tổng phân tới tính ta tưởng hệ thống hẳn là suy xét đến đàn diễn khó khăn cùng phạm sai lầm suất càng cao cho nên mới sẽ như vậy giả thiết đi từ từ giống như không đúng hanada sarana nói đến một nửa thực mau liền ý thức được trong đó lỗ hổng nàng nhăn lại mi nói biểu diễn khó khăn tiêu chuẩn hẳn là không chỉ là dựa theo tham dự nhân số tới định Bằng không hai người kịch bản không phải lại đơn giản, điểm lại cao sao. Chỉ cần biểu diễn thông qua, mỗi người bình quân ít nhất có thể được đến 35 phân, kia tiếp theo tràng thảo hạch cơ hồ là ổn thắng. Hệ thống cái kia cẩu đồ vật, không có khả năng như vậy tiện nghi chúng ta. Ngay sau đó nàng lại lắc đầu. Không được, vấn đề này trễ chút muốn ở lớp kênh thảo luận một chút, nhìn xem đại gia ý tưởng. Tóm lại không thể thiếu cảnh giác. Sakuri Chinko cười hì hì ôm lấy Hanada Sarana cánh tay. Ai nha? Như vậy lãng phí não tế bào vấn đề, sẽ để lại cho lớp trưởng cùng phó lớp trưởng bọn họ suy xét đi khó được gặp mặt, chúng ta hai cái đi nơi nào chơi một chút. Ta cùng ngươi nói, ta hiện tại siêu cấp có tiền nha. Muốn mua cái gì, ăn cái gì đều có thể thật vất vả trừ đến như vậy bổng thân phận tạp, ở hoàn thành nghệ khảo kết thúc phía trước, nhưng đến hảo hảo hưởng thụ một chút thật hâm mộ ngươi a à. hanada sarana một bên mang theo nàng đi phía trước đi một bên oán giận nói ta nếu là có ngươi một nửa vận khí cười đều cười tỉnh cảnh sát thân phận tạp thật sự hảo chán ghét nga mỗi ngày đều phải tăng ca tính đi nhanh một chút đi ta hiện tại nhớ tới vừa rồi cảnh tượng còn tưởng moi mặt đất bản vì trận này khảo hạch ta trả giá quá nhiều ta đời này cho dù chết cũng sẽ không lại qua đây bên này hai người dần dần đi xa, ở các nàng rời đi không đủ 5 phút, một đám học sinh tiểu học triếu rít mà xuất hiện ở coi rốt quán cà phê bên ngoài. Tổng cộng 4 cái hài tử, tam nam một nữ, mỗi người đều lớn lên rất có đặc sắc. Đi ở cuối cùng mang màu đỏ nơ tiểu nam hài, chính vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn đùa dẫn tiểu đồng bọn. Uy uy uy, các ngươi đừng ở trên đường cái đùa dẫn A, à, rất nguy hiểm. Hắn nói, con nàng thật là la suối, rõ ràng chỉ là học sinh tiểu học giống cái lão mụ tử giống nhau béo đô đô kojima genta bất mãn mà nói ui ui các ngươi cho rằng ta là bởi vì ai edoga conan lộ ra bán nguyệt mắt a à. Coi rốt quán cà phê tới rồi yoshida ayumi hưng phấn mà giơ lên tay amuro kaka nói hôm nay làm tân bánh kem muốn làm chúng ta lại đây thử một chút ayumi từ ngày hôm qua liền bắt đầu mong đợi ta cũng là. Cao cao gầy gầy tờ Subaru Mitsukiko hưng phấn mà nói, không biết Amuro Kaka làm cái gì loại hình bánh kem, hảo chờ mong Nga, Amuro Kaka làm, khẳng định ăn rất ngon. Kojima Genta chảy nước miếng nói, nói liền cái thứ nhất đẩy ra quán cà phê môn. Chúng ta tới rồi, ba gã trinh thám đoàn hài tử la lớn. Hoan nghênh quan lâm. Đang ở sát cái bàn Amuro Toru thẳng khởi eo đối mấy người cười nói. Amuro Kaka. Chúng ta dựa theo ngày hôm qua ước định, lại đây thí bánh kem lạp Yoshida Ayumi nhảy nhót mà chạy đến Amuro Toru trước mặt. Đúng vậy. Đúng vậy. Mau lấy ra tới cho ta nếm thử đi. Kojima Genta đỉnh đạt mà nói. Genta ngươi cũng quá nóng nảy đi. Tatsubari Mitsukiko nói thầm hai câu, sau đó đi qua đi lễ phép mà hô. Amuro Kaka, buổi chiều hảo đại gia buổi chiều hảo. A, à, còn có conan.kun. Amuro Toru cười tủm tỉm mà nói, các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi đi, ta đi lấy bánh kem. Nói hắn thu hồi trên tay sát bố, hướng phòng bếp đi đến. Ba gã tiểu hài tử nhanh chóng nhập tòa, Edoga Conan cũng chậm rì rì mà ngồi xuống. Làm một người trinh thám, hắn có tùy thời tùy chỗ quan sát chung quanh thói quen thật mau hắn liền chú ý tới ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Enomo Ayusa, hơn nữa phát hiện nàng không thích hợp. Ayusa tỷ tỷ, ngươi mặt hảo hồng A, có phải hay không ở phát sốt? Edoga Conan vừa nói sau, thực mau liền khiến cho mặt khác ba cái lòng hiếu kỳ rất nặng hài tự chú ý, bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn về phía trong phòng bếp Enomo Ayusa. Ayusa tỷ tỷ, ngươi mặt thật sự hảo hồng Nga. Yoshida Ayumi nhảy xuống ghế dựa, lo lắng mà đi qua. Ngươi sinh bệnh sao? Ai? Enomo Ajusa phản xạ điều kiện mà dùng mu bàn tay sờ sờ mặt, xác thật cảm nhận được mặt trên nhiệt độ. Nhưng là nàng thực mau liền phủ nhận bọn nhỏ phỏng đoán. Không phải, ta không có sinh bệnh. Đó là nhiệt sao? Tsubari Mitsukiko cũng đã đi tới, hắn ngửa đầu nhìn Enomo Ajusa. Hiện tại bắt đầu bước vào mùa hạ, hôm nay có 33 độ đâu, Sắc thật rất nhiệt. Không, cũng không phải. Enomo Ayusa vội vàng xua xua tay. Đó là cái gì a? À? Kojima Genta nhăn lại mi. Ayusa tỷ tỷ, ngươi hảo kỳ quái nha. Như thế nào ấp a ấp úng? Là cái gì? Còn không phải bị vừa rồi khách nhân khiếp sợ đến? Bởi vì vị kia tiểu thư mỗi một con cá đều phi thường có đặc sắc. Cái kia 6P ngôn luận làm Enomo Ayusa lập tức liền có hình ảnh cảm. Rõ ràng biết không hẳn là, lại nhịn không được não bổ một chút. Ô ô ô, nàng không thuần khiết. Lại lần nữa nhớ tới Enomo Ayusa nhịn không được che lại mặt, như vậy sự sao có thể nói cho bọn nhỏ sao? Nàng là dơ bẩn đại nhân. Ui uy uy. Ayusa tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên che lại mặt a? À? là như vậy khó khăn vấn đề sao? Kojima Genta không hề phát hiện mà truy vấn nói. Ayusa tiểu thư nàng chỉ là có chút mệt mỏi. Lúc này là Amuro Toru ra tới hòa giải, hắn đem trên tay bánh kem đặt ở trên quầy ba cười nói. Nếu các ngươi đều lại đây, vậy trực tiếp ở quầy ba nơi này ăn đi. Đây là ta tân tác, Mao xoài. Bởi vì mùa hè tới, thời tiết càng ngày càng khô nóng gần nhất khách nhân điểm băng cà phê số lượng thẳng tắp bay lên. Dĩ vãng bơ bánh kem tuy rằng cũng không tồi, nhưng là ta muốn làm một ít băng băng lương lương cùng ngày mùa hè càng phối hợp điểm tâm. Muốn nói đến mùa hè đương quý trái cây nói, hẳn là quả xoài cùng dưa hấu đi. Dưa hấu càng thích hợp làm đồ uống, phải làm bánh kem quả nhiên vẫn là muốn tuyển quả xoài. Tư tiền tưởng hậu, liền làm này một khoảng mau xoài. Tới, các ngươi mau nếm thử xem. Hảo ba cái hài tử quả nhiên bị bánh kem hấp dẫn lực chú ý, không hề truy vấn Enomo Ayusa. Enomo Ayusa nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Edoga Conan nhìn nàng một cái. Qua A Hảo bỗng nga. Mouse băng băng lương lương, quả xoài cũng thật lớn viên. Yoshida Ayumi che lại gương mặt sảng khoái đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới, đê ẩm, lại ngọt ngào. Tatsubari Mitsukiko cũng vui sướng mà nheo lại mắt. Vị ngọt cùng toan vị vừa vặn tốt, một chút đều sẽ không nị. Phối hợp băng băng lương lương mouse, giống như ở ăn kem Nga. Mà Kojima Genta chỉ lo vùi đầu ăn nhiều, đầy đủ lấy hành động biểu đạt hắn ý kiến. Được đến nhận đồng Amuro Toru cười mỉ mắt, bắt đầu giảng giải chế tác mouse xoài quá trình. Quả xoài nói, ta tuyển chính là bản địa sản xuất mới mẻ quả xoài. Tuy rằng Nhật Bản tự sản quả xoài sau ngoại quốc nhập khẩu tiểu một ít, nhưng là hương vị càng dai khẩn thật, quả xoài hương vị càng nồng đậm. Quả xoài cắt thành tiểu đinh sau, gia nhập sữa bò đánh thành quả xoài bùng, sau đó đem phóng lạnh các lợi đinh dịch gia nhập quả xoài bùng trung quấy đều. Đạm bơ thêm tế đường cắt tống cổ, sau đó đem quả xoài bùng cùng đạm bơ hỗn hợp, quấy thành mau hồ, cuối cùng lại gia nhập quả xoài đinh là được. Ta là buổi sáng làm tốt, lúc sau bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh ăn thời điểm lại lấy ra tới liền sẽ không hóa rớt còn băng băng lương lương xác thật thực thích hợp mùa hè ăn nải vị cũng nhàn nhạt vừa vặn tốt edoga conan lời bình nói bởi vì vị ngọt chủ yếu nơi phát ra với quả xoài bản thân cũng sẽ không quá ngọt trừ bỏ nữ tính nam tính cũng ăn được đi xuống hẳn là sẽ thực được hoan nghênh phải không khó liền thừa conan kon quý ngôn Amuro Toru tâm tình thập phần vui sướng, quyết định đem vừa rồi quốc dân đa dạng tính một màn vứt chi sau đầu. Chân đạp mấy cái thuyền kia chỉ là đạo đức cá nhân vấn đề, không về hắn quản, hắn chỉ cần đem tinh lực thả xuống đến bảo hộ quốc gia an toàn thượng là được. Hơn nữa vừa rồi cái kia chỉ có thể xem như trường hợp đặc biệt, Nhật Bản quốc dân đại bộ phận vẫn là thực bình thường. Cho dù có tiểu bộ phận không bình thường, cũng nên là vi phạm pháp lệnh phạm tội sự kiện giải quyết phạm tội loại sự tình này, chỉ cần có cẩn thận Nhật Bản cảnh sát ở, liền nhất định không thành vấn đề. Ở phương diện này, hắn vẫn là thực tin tưởng hắn đồng liêu. Chương 17 Hung án phát sinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối cùng, Hanada Sarana vẫn là nhận lấy Sakuri Chinko đưa đồng hồ. Dùng Sakuri Chinko nói tới nói chính là, dù sao mua đều mua, cũng không thiếu chút tiền ấy, thế giới giả tưởng tiền chỉ là con số, không hoa râm không hoa. Hơn nữa ta xem những cái đó tác phẩm điện ảnh, cảnh sát giống như đều có đeo đồng hồ. Nghe nói là trảo kẻ bắt cóc thời điểm, phải tiến hành thời gian hiệu chỉnh, lấy bảo đảm hành động thời gian nhất trí. Ai nha, dù sao ngươi đều phải mua, trực tiếp dùng ta đi. Sakuri Chinko nói. Hanada Sarana vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, vì thế ngày hôm sau liền đem kia đồng hồ mang lên. Trước hết chú ý tới Hanada Sarana mang lên đồng hồ mới chính là Shirato Ninjaburo. Làm Shirato tập đoàn thiếu gia, hơn nữa là toàn bộ phòng điều tra tội phạm đội một nhất tinh xảo nam nhân. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Hanada Sarana mang đồng hồ, là năm nay mới nhất khoảng PFT, ER nữ sĩ đồng hồ. Hanada, đồng hồ mới thực thích hợp ngươi. Shirato Ninjaburo ở cầm tư liệu ở Hanada Sarana chỗ ngồi trải qua khi lễ phép mà khen ngợi một câu a à, cảm ơn hanada sarana ngẩng người gật gật đầu tuy rằng đã ở chỗ này công tác một đoạn thời gian nhưng là loại này chức trường giao tế nàng vẫn là không thế nào thói quen Di, hanada ngươi đeo đồng hồ mới sao ngồi ở đối diện sato miwako đứng lên nửa ghé vào vách ngăn chỗ nhìn về phía hanada sarana bên này sato tiền bối ngươi như vậy rất nguy hiểm ngươi ngực đều trực tiếp đè ở trên màn hình máy tính, tiểu tâm đem máy tính áp đến. Hanada Sarana giọng nói mới vừa hạ, toàn bộ văn phòng nam nhân động tác nhất trí mà nhìn về phía bên này, mỗi người hai mắt sáng lên. Tuy rằng xem Conan thời điểm liền biết Sato Miwako có bao nhiêu được hoan nghênh, nhưng là phòng điều tra tội phạm đội một này bọn đàn ông thật sự thực không được a, à, hoàn toàn không che giấu chính mình cơ khác. Hanada Sarana một bên cảm khái một bên gỡ xuống trên cổ tay đồng hồ đưa qua đi. Sato tiền bối, ngươi cầm xem đi. Như vậy rõ ràng hơn một chút. Sato Miwako tự nhiên mà tiếp nhận đồng hồ ca ngợi nói. Hanada, ngươi đồng hồ mới thật là đẹp mắt. Hơn nữa công năng cũng rất nhiều, thực thích hợp công tác dùng. Sato tiền bối, thật là khi nào đều nghĩ đến công tác đâu. Hanada Sarana thập phần bất đắc dĩ, con nang này đàn cảnh sát thật sự làm gì đều nghĩ đến công tác a à, hoàn toàn là xả súc nhân viên công vụ thật sự quá thái quá nàng không muốn cùng bọn họ giống nhau a à, nàng chỉ nghĩ mỗi ngày hỗn cái nhật tử sau đó chờ đến khảo thí kết thúc lúc này một bên takagi wataru cũng đã đi tới hắn nhìn đến sato miwako cầm đồng hồ tinh tế trắng nõn ngón tay cùng bạch kim sắc đồng hồ phi thường tương xứng trong lòng nhịn không được nhộn nhạo một chút này đồng hồ cũng thực thích hợp sato miwako nếu là kia trắng nõn thủ đoạn mang lên nói nhất định rất đẹp đi sato miwako chú ý tới takagi wataru tầm mắt nàng cười đem đồng hồ đưa qua đi takagi ngươi cũng có hứng thú sao muốn hay không cũng nhìn xem này khoảng đồng hồ không biết có hay không nam khoảng đâu ta không phải tưởng chính mình mua là tưởng cho ngươi mua a à, takagi wataru trong lòng yên lặng nói trên tay lại rất mau đem đồng hồ nhận lấy. Bất quá cái này đồng hồ đích xác thực tinh xảo, nếu giá cả thích hợp nói. Takagi Wataru nói còn chưa dứt lời, ngồi ở hắn cách vách kiều Jiru chân Matsuda Jinpi cắm một câu. Đương nhiên tinh xảo, kia chính là 12 vạn đô la một chi đồng hồ. Takagi Wataru tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt, hắn nắm lấy đồng hồ ngón tay bắt đầu run rẩy. 10, 12 vạn đô la, kia, kia không phải, chính là tương đương suốt ngày nguyên nói đại khái là một nghìn ba trăm nhiều vạn đi Matsuda Jinpi mí mắt đều không có nâng một chút. 1.300 vạn. Mặt khác vẫn luôn đang âm thầm nhìn chăm chú bên này đồng sự phát ra khiếp sợ tiếng la. Sato Miwako mở to hai mắt, vội vàng nói. Quy. Takagi, mau còn cấp Hanada lạp. Sato cảnh sát, ta, ta nương tay. Takagi Wataru cương cổ quay đầu nhìn về phía Sato Miwako trên mặt lộ ra muốn khóc không khóc biểu tình. Hanada Sarana dở khóc dở cười nàng đứng lên từ Takagi Wataru cầm trên tay qua tay biểu một lần nữa mang về trên cổ tay chỉ là cái đồng hồ mà thôi liền tính quăng ngã hỏng rồi ta cũng sẽ không tìm Takagi tiền bối bồi thường lạp này không thể được Ahanada nếu là tổn hại người khác tài sản là yêu cầu bồi thường đây chính là chúng ta quốc gia pháp luật. Sato Miwako xoa eo nói. Đó là ở cố ý tổn hại tiền đề hạ đi, nếu là không cẩn thận nói, không phải có thể lựa chọn giải hòa sao. Vì không ở công tác trung lòi, trong khoảng thời gian này Hanada Sarana chính là bù lại quá Nhật Bản pháp luật. Dù sao lấy Takagi tiền bối làm người, cũng sẽ không làm ra loại này cố ý lộng hư người khác đồng hồ sự tới. Cho nên không sao cả lạp. Là... Nói nữa, đồng hồ vốn dĩ chính là dùng. Nếu là hàng ngày sử dụng đồ vật, hư rớt cũng thật bình thường. Hanada Sarana nhún nhún vai. Quy! Công tác thời gian các ngươi đều ở nói chuyện phím cái gì? Có án tử tới, đều cho ta nghiêm túc một chút. Lúc này Megu cảnh sát đi đến, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Beikadin đã xảy ra cùng nhau giết người sự kiện, Sato, Takagi, Matsuda, còn có Hanada, các ngươi mấy cái đuổi kịp. Không phải đâu. Lại tới. Hanada Sarana mặt lập tức suy sụp. Nàng thật sự không nghĩ thấy thi thể A, à, lại muốn một vòng ăn không vô thịt. Bây ca đinh cái này bị tử thần bao phủ trấn nhỏ, quả thực là bọn họ cảnh sát ác mộng. Không chút nào ngoài ý muốn, Hanada Sarana bọn họ bốn người lại hợp thành hành động tiểu tổ. Hanada Sarana ngồi ở ghế sau cường khởi động một trương gương mặt tươi cười thử nói. Sato tiền bối, lần này người chết là chết như thế nào? Thi thể sẽ không giống phía trước tử trang giết người sự kiện giống nhau đáng sợ đi. Sato Miwako lập tức minh bạch Hanada Sarana ý tứ trong lời nói, nàng an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai nói. Hanada, ngươi không cần quá lo lắng. Theo báo án, người chết là bị độc chết, chết tương không tính thực khủng bố. So với bị thọc chết, chém chết cùng với phanh thay án tử tới nói, đã thực hảo làm lơ matsuda jinti cười nhạo thanh hanada sarana thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần thi thể hoàn chỉnh không có bị lung tung rối loạn xử lý quá liền hảo nàng thật sự đối phía trước tử trang kia cụ bị ngâm mình ở rượu vang đỏ thi thể có bóng ma ít nhất hai năm nội nàng là sẽ không uống bất luận cái gì rượu vang đỏ áp lực tâm lý sau khi biến mất hanada sarana ngữ khí trở nên nhẹ nhàng nàng tò mò hỏi khi án phát địa điểm ở nơi nào a? À? Coi rốt quán cà phê. Sato Miwako nói. Hanada Sarana tươi cười lập tức cương ở trên mặt, nàng không thể tin tưởng mà nói. Cái gì? Cho rằng Hanada Sarana không biết, Sato Miwako hảo tâm mà giải thích. Coi rốt quán cà phê, liền ở Mori Trinh thám sở phía dưới. Mori Trinh thám sở, chính là chúng ta phía trước ở tử trang án tử, gặp được vị kia được xưng là ngủ say Kogoro, danh trinh thám khai văn phòng. Ta hẳn là không có cùng ngươi đã nói. Vị này danh trinh thám, trước kia cũng là chúng ta phòng điều tra tội phạm đội một cảnh sát Nga. Xem như chúng ta tiền bối. Cái này nàng biết a à, ai muốn quan tâm loại này dư thừa tình báo. Nàng khiếp sợ chính là án phát địa điểm cư nhiên là Poirot rốt quán cà phê hảo sao. Đừng nói giỡn. Nàng hôm qua mới ở nơi đó diễn xong Hải Vương A, hôm nay khiến cho nàng làm cảnh sát qua đi điều tra án tử. Này cùng làm nàng trực tiếp xả chết có cái gì khác nhau A? Phía trước còn lo lắng bị người qua đường chụp đến thượng truyền tới trên mạng, đưa tới cảnh sát các đồng sự cảm thấy thẹn vây xem. Hiện tại liền bạo lên mạng thời gian đều không để lại cho nàng, trực tiếp làm nàng đương trường xả chết. Hai cái gì quốc tế vui đùa A, nàng chết đều không cần. Hanada Sarana một tay che lại bụng, một tay bắt lấy Sato Miwako cánh tay vội vàng mà nói. Sato tiền bối. Ta đột nhiên bụng đau. Chỉ sợ không có biện pháp tham dự lần này án tử, thỉnh ngươi giúp ta hướng Megu cảnh sát xin nghỉ. Mặt khác có thể thỉnh các ngươi ở phụ cận buông ta sao? Hanada ngươi không thoải mái sao? Lái xe Takagi Wataru lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Là dạ dày đau không? rất nghiêm trọng sao đúng vậy không sai đúng là dạ dày đau còn rất nghiêm trọng cho nên takagi tiền bối thỉnh lập tức lập tức tìm một chỗ dừng xe làm ta xuống xe hanada sarana cắn răng nói chính là này phụ cận không có phòng khám takagi wataru có chút không biết làm sao nhưng là thực mau hắn nhớ tới cái gì a à, ta nhớ rõ poi rốt quán cà phê bị hòm thuốc bên trong hẳn là có dạ dày dược. Nơi này đã ly poi rốt quán cà phê không xa, ta mau chóng khai mau một chút, Hanada ngươi hơi chút nhẫn một chút. Nói hắn mảnh nhấn ga, xe lập tức xông ra ngoài. Chờ, từ từ a. À. Hanada Sarana không kịp nói cự tuyệt nói, đã bị quán tính hướng ngã vào trên ghế sau. Năm phút sau, bọn họ đã đến poi rốt quán cà phê bên ngoài. Takagi Wataru nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, quay đầu đối Hanada Sarana lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười mau đi xuống đi Hanada ngươi nhất định thực không thoải mái ta lần đầu tiên lái xe khai đến nhanh như vậy đâu quả nhiên người tiềm lực là bước ra tới Hanada Sarana khóe mắt tẩn nứt mà nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Takagi Wataru nếu nàng trong mắt sát ý có thể cụ hiện hóa nói Takagi Wataru đã bị chia làm vài đoạn thật là tạ tạ ngươi ta Takagi trước bối Hanada Sarana nhìn Takagi Wataru, từng câu từng chữ mà nói. Trên mặt nàng tươi cười không chút sức mẻ, lộ ra tám cái răng chỉnh chỉnh tề tề, lại vô cớ có loại lập lòe hàng quan cảm giác. Takagi Wataru sờ sờ cái óc cười nói. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, Hanada không cần nói lời cảm tạ. Ta là Hanada tiền bối, hẳn là chiếu cố hậu bối. Làm được không tồi sao, Takagi. Sato Miwako khích lệ nói, sau đó nàng đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Hảo, mọi người đều xuống xe đi. Ta đã nhìn đến Megu cảnh sát xe. Hanada Sarana nhìn cách đó không xa đèn đốt sáng trưng poi rốt quán cà phê, cảm thấy thập phần hỏng mất. Nàng, Hanada Sarana ngắn ngủi cả đời, sắp chung kết. Chương 18 Quán cà phê giết người sự kiện 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com đây là ta cả đời thỉnh cầu. Khoảng cách poi rốt quán cà phê gần 10 mễ địa phương, chính phát sinh cùng nhau nam nhân cùng nữ nhân chi gian dằn co. Làm ơn. Đem kính râm cho ta mượn đi. Matsuda cảnh sát. Hanada Sarana đôi tay chống ở Matsuda Jinpi thân thể hai bên, gắt cao đem hắn vòng ở vách tường chi gian. Đúng vậy, đây là năm nay Nhật Bản tác phẩm điện ảnh đại thi đấu chung, bị nhật bản nữ tính bầu thành để cho nhân tâm động cảnh tượng đệ nhất danh tường đông matsuda jinpi cúi đầu nhìn vẻ mặt vội vàng nhìn hắn hanada sarana hồi tưởng khởi vừa rồi hắn đi theo takagi wataru cùng sato miwako hướng poi rốt quán cà phê đi thời điểm đột nhiên từ phía sau toát ra một đôi tay đem hắn đột nhiên xả vào bên cạnh hẻm nhỏ hàng năm luyện tập quyền anh hắn vốn dĩ theo bản năng liền phải tiến hành phản kích Ai biết đối phương động tác so với hắn càng mau, đối phương đôi tay lấy kinh người khí thế trực tiếp chụp ở hắn phía sau trên vách tường. Trong nháy mắt kia, hắn mơ hồ thấy được trên vách tường cho bụi phiêu khởi. Còn không có phản ứng lại đây Matsuda Jinpi mới vừa giật mình, dây tiếp theo, một con mang giày cao gót chân liền đột nhiên đạp lên hắn hai chân gian trên vách tường. Đến tận đây, Matsuda Jinpi hành động ba phương hướng đều bị phá hỏng, trừ phi hắn sẽ phi, bằng không căn bản vô pháp từ đối phương giam cầm trung rời đi. Đương nhiên, nếu là Matsuda Jinpi động thủ nói, tự nhiên vẫn là có thể tránh thoát. Nhưng là tập kích hắn gia hỏa, lại không phải người xa lạ. Hắn một cúi đầu, liền nhìn đến hắn đồng sự, Hanada Sarana, đang dùng lan giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Rõ ràng là màu đen đôi mắt, lại bị hẻm nhỏ bắn ra ngoài tiếng vào đèn nê ông nhiễm nhật nhạt hồng quang, nhìn qua phi thường không dễ chọc bộ dáng. Có như vậy trong nháy mắt, Matsuda Jinpi cho rằng Hanada Sarana rốt cuộc nhịn không được hắn độc miệng, quyết định muốn bộ hắn bao tải. Hồi tưởng xong. Tóm lại hiện tại trạng huống, chính là thân 1m8 Matsuda Jinpi, bị thân cao 1m6 Hanada Sarana vây đổ ở hẻm nhỏ tiếng thối không được. Ngươi đột nhiên đem ta kéo vào hẻm nhỏ, lại là tường đông lại là chân đông, chính là muốn mượn kính râm. Matsuda Jinpi cảm thấy thập phần vô ngữ ngươi là có cái gì tật xấu sao? Này đối ta rất quan trọng. Mau cho ta mượn lạp. Hanada Sarana vội vàng mà nói, xong việc ta sẽ thỉnh ngươi ăn cơm. Ta bảo đảm. Matsuda Jinpi trên cao nhìn xuống mà nhìn Hanada Sarana, đối phương càng nhanh thiết, hắn càng cảm thấy khả nghi. Hắn nhướng mày hỏi. Ngươi vì cái gì nhất định phải mượn ta kính râm? Ngươi ngày thường cũng không mang thứ này đừng cùng ta nói mắt trang hoa loại này lấy cớ, ta thị lực không có vấn đề. ngươi hoàn toàn không có lý do gì cần thiết muốn mang kính râm không phải sao? đột nhiên hắn giọng nói vừa chuyển. a à đúng rồi, ngươi vừa mới rõ ràng còn kêu bụng đau, muốn lập tức xuống xe. lúc này nhưng thật ra hoàn toàn không có việc gì bộ dáng. kỳ thật ngươi căn bản không có không thoải mái, chỉ là ở trang mà thôi đi. nói như vậy lên đột nhiên yêu cầu ta mượn kính râm cho ngươi, kỳ thật mục đích đều là giống nhau, oi rốt quán cà phê có ngươi không nghĩ nhìn thấy người, đúng không? Ngươi vì cái gì muốn như vậy thông minh? Hanada Sarana lại lần nữa xác định chính mình thật sự phi thường. Phi thường. Chán ghét trinh thám năng lực cường trinh thám cùng cảnh sát. Ngươi sợ bị nhận ra đến đây đi. Đối phương sử dụng khẳng định câu. Matsuda Jinpi cuối cùng một kích, đánh trầm Hanada Sarana, nàng chụp ở trên vách tường ngón tay đều mau moi tiếng vách tường. Từ Hanada Sarana biểu tình được đến đáp án Matsuda Jinpi hừ cười một tiếng, một cây một cây kéo ra Hanada Sarana ấn ở bên cạnh hắn ngón tay. Thật đáng tiếc, ta kính trâm không thể cho ngươi mượn đâu. Có một số việc chung quy là muốn chính mình trực diện, Hanada, ta khuyên ngươi vẫn là không cần giải dụ. Nói cho hết lời, Hanada Sarana ngăn trở hắn tay cũng bị hắn thành công kéo ra. Matsuda Jinpi chân vừa nhất, tiêu sái mà vượt qua Hanada Sarana chân đi ra ngoài. Hắn vừa đi một bên nói. Cốt xấu là cái cảnh sát, tâm lý thừa nhận lực kém như vậy nói, chính là đi không xa. Lại không phải nàng tưởng trở thành cảnh sát. Hơn nữa không nghĩ nhìn thấy sẽ lệnh chính mình xã hội tử vong người, cùng cảnh sát tâm lý thừa nhận lực có quan hệ gì gia hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hanada Sarana nhìn Matsuda Jinpi bóng dáng, sâu kín mà nói. Matsuda cảnh sát, ngươi thật sự không chịu đem kính râm mượn ta phải không? Đều nói không mượn, hết hy vọng đi. Matsuda Jinpi thanh âm từ trước mặt truyền đến. Trừ bỏ ngón tay linh hoạt, ta cũng liền dư lại nói chuyện giữ lời này một cái ưu điểm. Matsuda Jinpi, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận hôm nay đối ta thấy chết không cứu. Hanada Sarana âm trầm trầm mà nói. Hoắc ta chờ. Matsuda Jinpi trực tiếp vẫy vẫy tay, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Cho nên nói, hôm nay là Mita kiến trúc công ty năm trung liên hoan. Sau đó ở Izakaya luân xong một quán sau, ở tại tương đối gần bốn vị liền quyết định đến Poirot quán cà phê lại ăn chút cái gì. Ai biết ăn đến một nửa, thân là xã trưởng mi ta do chi lại đột nhiên ngã xuống ta nói được không sai đi megu cảnh sát nhìn trước mặt thấp thỏm lo âu đám người nói đúng vậy bởi vì xã trưởng thực thích poi rốt quán cà phê cà phê cùng sandwich cho nên hắn liền kiến nghị chúng ta mấy cái trụ đến gần lại tục một quán đến lúc đó có thể cho tài xế lái xe đưa chúng ta trở về một người màu đỏ sậm tóc quăng ăn mặc váy liền áo ol nữ tính nói coi amachika à 28 tuổi, Mita kiến trúc công ty xã trưởng bên người bí thư, phụ trách hiệp trợ xã trưởng quản lý công ty nghiệp vụ. Chúng ta lúc ấy liền ngồi ở bên kia ghế dài. Một người ăn mặc màu lam tê huyết tóc hối của nam nhân chỉ vào bày biện một đống đồ ăn chỗ ngồi nói. Bởi vì đại gia khẩu vị đều bất đồng, liền từng người điểm bất đồng cơm điểm. Xã trưởng hôm nay hứng thú rất cao, vẫn luôn ở cùng chúng ta nói công ty tương lai phát triển. Từ 8 giờ rưỡi, vẫn luôn cho tới 9 giờ rưỡi Trên đường tục mấy chén cà phê Ai biết hắn sẽ đột nhiên ngã xuống Nói hắn lại chỉ chỉ đứng ở Megu cảnh sát bên người nam hài tử Cùng một bên tóc vàng da đen thanh niên nói Sau đó vị này tiểu đệ Đệ cùng vị này người phục vụ tiểu ca Khiến cho chúng ta đều đừng nhúc nhích Lúc sau bọn họ kiểm tra Rồi xã trưởng thi thể Nói xã trưởng bị Siangen Hóa Kali độc chết Làm chúng ta báo nguy Kuwata Isamu 31 tuổi, Mita kiến trúc công ty Bảo An, phụ trách công ty Đại Lâu An Bảo công tác. Lúc ấy mọi người đều ở ăn cái gì, xã trưởng đột nhiên uống một ngụm cà phê liền kêu to ngã xuống. Chúng ta thật sự cái gì đều không có làm. Một khách danh sơ tam thất phân công nhau tây trang dày da nam nhân vội vàng mà nói. Okawa Ichiru, 37 tuổi, Mita kiến trúc công ty bình thường viên chức, phụ trách thị trường điều nghiên cùng sáng tác phương án. Lúc ấy ta cùng Rang, Nê Chang, cùng với Thúc Thúc ở mặt khác một bên ăn cơm, hiện trường liền chúng ta cùng bọn họ hai bàn khách hàng. Trừ bỏ bọn họ ba cái, không có những người khác tới gần quá cái bàn, cho nên hung thủ khẳng định là ở ba người bên trong. Edoga Conan khẳng định mà nói. Nghe vậy Megu cảnh sát gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía phía sau Takagi Wataru. Takagi, ngươi làm tốt bút ký không có. Ân. Hanada cùng Matsuda đâu? Bọn họ hai cái đi nơi nào? Megu cảnh sát, ta ở chỗ này. Quán cà phê môn bị đẩy ra, một thân hắc y Matsuda Jinpi đi vào. Hắn lười biến biểu tình, ở nhìn đến Megu cảnh sát bên người tóc vàng da đen thanh niên thời điểm đã xảy ra biến hóa. Cùng cái phương hướng Edoga Conan chú ý tới điểm này, hắn nhìn về phía Amuro Toru. Amuro Kaka nhận thức vị kia Matsuda cảnh sát sao? Amuro Toru nhìn Matsuda Jinpi nói. Ai? Không quen biết đâu, chỉ là cảm thấy vị này cảnh sát lớn lên rất tuấn tú. Matsuda Jinpi gợi lên khóe miệng. Sao, đây cũng là không có biện pháp, trời sinh như thế. Bất quá vị này người phục vụ tiểu ca lớn lên cũng không kém sao, nhất định thực chịu nữ nhân hoang nên đi. Nơi nào nơi nào, như thế nào so được với cảnh sát tiên sinh đâu. Amuro Toru cười tủm tỉm mà thổi phòng nói. Ui ui ui, các ngươi muốn cho nhau thổi phòng tới khi nào? Ở đây tất cả mọi người nhìn không được yên lặng phun tào. Megu cảnh sát sờ soạn một phen cái trán, có chút bất đắc dĩ mà nói. Matsuda, Hanada đâu? Nàng không có cùng ngươi ở bên nhau. Đúng vậy, Hanada nàng không phải nói dạ dày đau không? Ta vừa rồi đã hỏi Ayusa tiểu thư mượn hồng thuốc, nàng như thế nào còn không có tiếng vào takagi wataru lo lắng hỏi chẳng lẽ là đau đến đi không đặng nàng có phải hay không còn ở trong xe đứng ở bên kia enomo ajusa cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng nàng bế lên hòng thuốc nói cái kia nếu xe đình đến không xa nói ta có thể đem dược đưa qua đi cấp vị kia cảnh sát tiểu thư matsuda jinpy nghe vậy cười nhạo một tiếng Hắn xoay người một lần nữa kéo ra cửa kính đối bên ngoài người hô. Hanada, ngươi còn muốn cọ sát bao lâu? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng Megu cảnh sát thỉnh ngươi tiến vào sao? Đứng ở cửa Hanada Sarana vẽ mặt quán hận mà nhìn Matsuda Jinpi, tùy cơ nàng sắc mặt biến đổi, dơ lên sáng lạng tươi cười đi đến. Megu cảnh sát, ta tới rồi thật sự thật xin lỗi, cư nhiên bởi vì thân thể nguyên nhân chậm trễ một chút thời gian vừa rồi Sato đã cùng ta đã nói rồi, thân thể không thoải mái nói cũng không có biện pháp đâu. Megu cảnh sát phi thường thiện giải nhân ý. Qua A không hổ là Megu cảnh sát lòng dạ chính là rộng lớn. Hanada Sarana khiếp lệ nói. Nàng mới vừa đi tiến vào, liền nên đón hai thúc mãnh liệt tầm mắt, mãnh liệt đến Hanada Sarana muốn làm bộ nhìn không thấy đều không được. Hảo sao, nàng liền biết tránh không khỏi. Hanada Sarana xong trưởng hợp lại, cười tủm tỉm mà nhìn về phía cách gần nhất Amuro Toru. Ai nha, hảo xảo A, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy lại gặp mặt đâu. Buổi tối hảo A, người phục vụ tiên sinh. Nguyên bản bởi vì cùng bạn bè gặp lại, tâm tình biến tốt Amuro Toru lâm vào trầm mặt. Chương 19 Quán cà phê giết người sự kiện 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com buổi tối hảo A, à, người phục vụ tiên sinh. Hanada Sarana nói làm Amuro Toru lâm vào trầm mặt. Giây tiếp theo, bên cạnh vang lên nữ tính tiếng thét chói tai. Chỉ thấy Enomo Ayusa trên tay hồng thuốc rơi xuống trên mặt đất, nàng dùng run rẩy mà ngón tay chỉ vào Hanada Sarana. A, a a a a a, ngươi, ngươi, là ngươi. Ngươi cư nhiên là cảnh sát. Cho dù Enomo Ayusa ở ngày hôm qua đã ăn hết cả đời chấn kinh rồi, nhưng là đều so bất quá giờ khắc này biết Hanada Sarana thân phận tới có lực đánh vào. Một cái Nhật Bản cảnh sát, chân đạp năm chiếc thuyền. Chẳng những nam nữ thông ăn, vẫn là cái yêu thích nhiều Perung S này cũng quá thái quá đi. Không phải nói cảnh sát công tác đều rất bận sao. Nàng vì cái gì còn có thể đằng ra như vậy nhiều thời gian tới đùa bẩn cảm tình. Cho ta nghiêm túc công tác A. À. Ở lại lần nữa bước vào poi rốt quán cà phê đại môn kia một khắc, Hanada Sarana đã tiến vào phá cái chai phá quăng ngã trạng thái. Vì thế nàng dùng tới suốt đời kỹ thuật diễn, tới duy trì chính mình trên mặt tươi cười cùng với cuối cùng tôn nghiêm. Hanada, ngươi đã tới nơi này sao? Satomiwako tò mò hỏi. Ta ngày hôm qua không phải nghỉ ngơi sao? Vừa vặn bị bằng hữu đề cử nói cửa hàng này sandwich hương vị thực hảo, liền tới đây nếm một chút. Hanada Sarana khóe miệng hướng lên trên kéo lộ ra tuyết trắng hàm răng, nàng nhìn chầm chầm Enomo Ayusa từng câu từng chữ mà nói. Không nghĩ tới nơi này đồ ăn chẳng những mỹ vị, cũng thực chú trọng khách hàng tư mật tính, hoàn toàn sẽ không làm ra trộn nghe khách hộ nói lời nói không xong hành vi. Xác thật là một cái thực không tồi tiêu khiển địa phương đâu. Đây là uy hiếp đi. Tuyệt đối đúng không? Nhìn Hanada Sarana đáng sợ tươi cười, Enomo Ayusa nuốt nuốt nước miếng riêng cường điệu khách nhân tư mật tính lại đề ra nghe lén chữ nói rõ chính là nói nàng biết bọn họ ngày hôm qua đều nghe được nếu là bọn họ dám đem ngày hôm qua nhìn đến đối phương chân đạp năm chiếc thuyền sự nói ra tuyệt đối sẽ bị bắt lấy nghe lén khách hàng riêng tư nhược điểm cùng nhau cộng trầm luân nghe lén khách hàng nói chuyện cho hấp thụ ánh sáng khách hàng riêng tư chính là phục vụ nghiệp tối kỵ a à. Enomo Ayusa nhân sinh lần đầu tiên bị cảnh sát uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết như thế nào trả lời. So với sợ hãi, nàng càng có rất nhiều không biết làm sao cùng hỗn loạn. Trời ơi! Nàng cư nhiên phải bị cảnh sát giáp mặt uy hiếp. Nhật Bản có phải hay không muốn xong đời? Có thể làm khách nhân thích thật sự là quá tốt, còn thỉnh về sau nhiều hơn quan lâm. Amuro Toru đột nhiên mở miệng, Hanada Sarana lực chú ý bị nàng hấp dẫn qua đi. Nàng đem tầm mắt từ Enomo Ayusa trên người, chuyển qua Amuro Toru trên người. Màu đen đôi mắt cùng tím màu xám ánh mắt nhìn nhau vài giây sau, Hanada Sarana dẫn đầu dời đi. Hảo A, lần sau ta sẽ lại mang bằng hữu lại đây. Nàng nói. Không phải đâu, đều bại lộ thân phận thật sự, ngươi còn mang ngươi kia năm con cá tới sao? Enomo Ayusa há to miệng. Hiện tại cảnh sát tâm thái đều tốt như vậy sao? Vị này cảnh sát tiểu thư ngươi hoàn toàn không cảm thấy thực xấu hổ sao? Đổi thành nàng tuyệt đối sẽ moi ra cái Tokyo Tháp, cả đời đều sẽ không lại bước vào cái này quán cà phê. Nếu Hanada Sarana biết Enomo Ayusa ý tưởng, nàng nhất định sẽ cho nàng điểm tán. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì nơi này đã xảy ra giết người án, nàng làm cảnh sát bị bắt xuất hiện, nàng căn bản không tính toán lại đến xét đến cùng đều là ở chỗ này giết người hung thủ sai như vậy nghĩ hanada sarana dùng lạnh băng ánh mắt nhìn về phía đối diện ba gã người bị tình nghi trong đó hai gã người bị tình nghi ở tiếp xúc đến hanada sarana ánh mắt thời điểm không tự giác mà dời đi tầm mắt hiện tại nhưng thật ra biết trốn rồi hanada sarana cười lạnh một tiếng ở những người khác nhìn không tới địa phương hai gã người bị tình nghi trên đầu đỉnh một trương màu xanh lục nửa trong suốt tấm cạc. Thân phận tạp ấn tượng trưng cho bình dân quy bản chân dung, phía dưới tắt ấn đối phương thân phận giới thiệu. Coi Ama 19, 28 tuổi, Mita kiến trúc công ty xã trưởng bí thư. Kuwata Isamu 20, 31 tuổi, Mita kiến trúc công ty bảo an. Đúng rồi, còn có một cái. Hanada Sarana lạnh băng ánh mắt chuyển qua nằm trên mặt đất Mita kiến trúc công ty xã trưởng trên người, đối phương đỉnh đầu màu đen thân phận tạp lưu quan bốn phía. Mita do chi năm, 45 tuổi, Mita kiến trúc công ty xã trưởng. Đã trở thành thi thể Mita kiến trúc công ty xã trưởng. Hanada Sarana áp lực đầy ngập lửa giận, ở não nội kênh bắt đầu bão nổi. Lớp kênh Hanada Sarana một hào các ngươi mẹ nó một cái hai cái đều ở chơi ta. Các ngươi biết rõ ta hôm qua mới ở Poirot rốt quán cà phê diễn xong Hải Vương đi. Vì cái gì muốn tuyển ở chỗ này làm biểu diễn địa điểm? Đúng vậy, ở ngày hôm qua Hanada Sarana bọn họ mấy cái mới vừa hoàn thành trận thứ hai nghệ khảo sau, hệ thống lại thực mau rút ra lần thứ ba khảo hạch. Lần này là ba người kịch bản, kịch bản tên là ba người chuyện xưa, ta cần thiết có tên chi tình sát sự kiện bộ, người chết người sắm vai 5 hào, hung thủ người sắm vai 19 hào, người bị tình nghi người sắm vai 20 hào. Đồng dạng yêu cầu ở một vòng nội hoàn thành thảo hạch, nhưng là không hạn địa điểm. Nguyên nhân chính là vì không hạn địa điểm, này đàn gia hỏa còn cố ý tuyển sẽ làm nàng xả chết địa phương, Hanada Sarana mới có thể như vậy sinh khí. Hanada Sarana một hào. Nhật Bản như vậy nhiều địa điểm, các ngươi vì cái gì nhất định phải tuyển nơi này? Các ngươi biết rõ ta hiện tại tại mê gu cảnh sát thủ hạ làm cảnh sát đi. Ai không biết mỗi lần phát sinh án kiện, phòng điều tra tội phạm đội một tuyệt đối sẽ trước tiên đến A, à, các ngươi là cố ý muốn cho ta mất mặt đúng hay không? Xã trưởng Bí Thư, 19 Hào. Cái kia, chúng ta ngày hôm qua nghe được ngươi vẫn luôn khen coi rốt quán cà phê sandwich ăn ngon, cho nên liền nghĩ đến thử một lần. Rốt cuộc Poirot rốt quán cà phê cũng coi như là danh trinh trứ danh cảnh điểm chi nhất, cũng coi như là thắng địa tuần du. Chúng ta thật sự không phải cố ý. Hanada Sarana, vai hề cư nhiên là nàng chính mình. Nón xanh bảo an 20 hào. Đúng vậy, đúng vậy. Bởi vì chúng ta trừ đến giết người án kịch bản, liền nghĩ dù sao ở thế giới này phát sinh án tự nói, tuyệt đối hội ngộ thượng trinh thám. So với bị mặt khác trinh thám đụng phải, còn không bằng gần gũi thể nghiệm một phen ngủ say Kogoro danh trinh thám cho nên chúng ta liền tuyển ly mori kogoro ra tương đối gần địa phương tiến hành biểu diễn nói thật chúng ta nghĩ liền tính là phòng điều tra tội phạm đội một tới ra án cũng không nhất định như vậy xảo chính là ngươi ra cảnh đi ngươi xem cũng không phải mỗi lần phát sinh án kiện takagi chiba cùng sato bọn họ đều sẽ ở đúng hay không ngẫu nhiên megu cảnh sát cũng chỉ sẽ mang trong đó một cái hoặc là hai cái ai biết ngươi như vậy xui xẻo a à? Cái này kêu tương đối gần sao? Cái này kêu dán mặt đi. Hanada Sarana quả thực muốn chọc giận cười. Hơn nữa, Hanada Sarana một hào. Các ngươi cư nhiên còn dám trái lại oán giận ta phi. Còn biết xấu hổ hay không? Hơn nữa rõ ràng hôm nay mới triệu khảo thí đề mục, vì cái gì các ngươi cùng ngày liền tới diễn? Hung khí, gây án phương thức gì đó các ngươi đều không cần chuẩn bị sao? rõ ràng có một vòng trù bị thời gian đi. Trốn thuế xã trưởng năm hào. Nói như thế nào đâu. Kỳ thật ở triều đến cái này thân phận tạp thời điểm, ta liền nghĩ sẽ có như vậy một ngày. Rốt cuộc cả xã trưởng, cái này chức nghiệp, chính là danh trinh tỷ lệ tử vong đệ nhất danh, huống chi ta còn không phải cái thứ tốt. Cho nên sớm phía trước, ta đã ở nhà diễn thử như thế nào làm một khối ưu nhã thi thể. Xã trưởng bí thư 19 hào. Nói như thế nào đâu? Khi ta trừ đến xã trưởng bí thư cái này thân phận tạp thời điểm, liền nghĩ liền tính không bị sát, cũng ở giết người trên đường. Vì thế ta trước tiên suy xét quá, cân nhắc một chút chính mình sức chiến đấu sau, quyết định vẫn là độc sát tương đối thích hợp ta. Vì thế cũng sớm lấy lòng độc dược, vẫn luôn đặt ở bao bao dự phòng. Nón xanh bảo an 20 hào. Nói như thế nào đâu? khi ta nhìn đến thân phận tạp giới thiệu nói bạn gái của ta là xã trưởng bí thư hơn nữa hai người có không chỉ quan hệ thời điểm ta liền nghĩ nếu xã trưởng hoặc là ta bạn gái chết nói ta liền tính không phải hung thủ cũng là người bị tình nghi cho nên sáng sớm liền cùng bọn họ hai cái đối diện diễn ngươi xem này không phải dùng tới sao ta diễn đến cũng không tệ lắm đi có hay không cảm nhận được ta làm người bị tình nghi hoảng sợ bất an cảm Hanada Sarana, một hào. Các ngươi thật đúng là chuyên nghiệp a. À? Trốn thuế xã trưởng năm hào. Đây cũng là bị buộc, ai làm chúng ta kỹ thuật diễn lạng. Vì đủ tư cách chúng ta cũng là liều mạng, không cần khinh thường người a, à, ai mẹ nó khinh thường các ngươi a, à, nàng để ý chính là cái này sao? Hanada Sarana, một hào. Nói đến cùng các ngươi vì cái gì không đề cập tới trước cho ta biết a à, nếu là sớm một chút biết các ngươi muốn ở coi rốt quán cà phê diễn kịch, ta ngay từ đầu liền sẽ xin nghỉ. Trốn thuế xã trưởng năm Hào. Tưởng cho ngươi kinh hỷ. Xã trưởng Bí Thư 19 Hào. Tưởng cho ngươi kinh hỷ. Nón xanh Bảo An 20 Hào. Tưởng cho ngươi kinh hỷ. Hanada Sarana một Hào. Các ngươi này đàn tiện nhân, quả nhiên là muốn nhìn ta xã chết. Các ngươi cho ta chờ. Điền. Hanada. Hanada. Bên tai có thanh âm ở nổ vang, Hanada Sarana phục hồi tinh thần lại. Nàng đem tầm mắt chuyển qua thanh nguyên chỗ, chỉ thấy Megu cảnh sát có chút bất mãn mà nhìn nàng. Hanada, chúng ta ở phá án đâu, ngươi như thế nào ở thất thần? Megu cảnh sát vừa nói sau, Hanada Sarana lại nên đón một đợt thăm dò tầm mắt nàng duy trì trên mặt tươi cười giải thích nói xin lỗi mê gu cảnh sát ta tưởng án tử sự mê gu cảnh sát không có tiến hành truy cứu một lần nữa đem lực chú ý kéo về mời ra làm chứng tử hắn nói nếu người chết là bị độc chết lại không có các ngươi ba cái bên ngoài người tiếp xúc quá hắn vậy thuyết minh hung thủ khẳng định ở các ngươi bên trong như vậy thỉnh các ngươi đem các ngươi tư nhân vật phẩm lấy ra tới làm chúng ta kiểm tra đi Hanada Sarana đem ánh mắt dời về phía triều đến hung thủ nhân vật coi Amachika, vừa định ở não nội kênh hỏi nàng giết người sau có hay không đem độc dược xử lý rớt. Liền nghe được đối phương ở não nội kênh hoang mang rối loạn mà nói, xã trưởng bí thư 19 hào. Xong đời. Ta còn không có xuống tay xã trưởng liền ngã xuống, cái kia chưa từng dùng qua độc dược còn ở ta bao bao A, à. Hanada Sarana trừng lớn đôi mắt, vì ngoạn ý nhi A, à, ngươi cư nhiên không phải hung thủ. Chương 20 Xấu hổ Hanada Sarana Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hanada Sarana, một hào Vì ngoạn ý Nhi A, à, ngươi cư nhiên không phải hung thủ. Ngươi không phải trừu đến hung thủ nhân vật sao? Hanada Sarana cảm thấy thập phần khiếp sợ, nàng thực mau liền có một cái không tốt phỏng đoán. Hanada Sarana, một hào Các ngươi này ba cái gia hỏa. Có phải hay không đem chính mình nhân vật thay đổi? Ta nói các ngươi không cần bởi vì cảm thấy hảo chơi liền loạn sửa kịch bản a, sẽ bị phán định không đạt tiêu chuẩn. Các ngươi trên tay căn bản không có điểm bổ đi lên không phải sao? Xã trưởng bí thư 19 Hào. Hanada, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi cho rằng chúng ta là ngốc tử sao? Chúng ta sao có thể làm như vậy? Là có NPC loạn nhập Hanada Sarana một hào. Có ý tứ gì? Trốn thuế xã trưởng năm hào. Khụ khụ, cái này. Ta trừ đến cái này thân phận giống như mang nhận người hận, kỳ thật ta là bị công ty viên chức độc chết. Dựa theo nguyên kế hoạch, 19 hào sắm vai bí thư muốn ở ta băng cà phê hạ độc. Nhưng là bởi vì Edoga Conan bọn họ ở, gia hỏa này quá khẩn trương, vẫn luôn không dám động thủ. Ta đều uống lên vài ly, Nàng mới làm tốt tâm lý xây dựng. Này bất chính muốn thượng sao? Ai biết cái kia công ty viên chức động thủ trước. Đúng rồi, hắn cũng là hạ ở ta băng cà phê, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê. Hanada Sarana, một hào. Đều lúc này, ngươi cư nhiên còn có tâm tư nói giỡn. Hắn như vậy gần hạ độc, lại là hướng các ngươi nguyên bản tuyển tốt cà phê động thủ, các ngươi ba cái cư nhiên một cái đều không có phát hiện xã trưởng bí thư 19 hào. Này như thế nào có thể trách chúng ta đâu. Ta lúc ấy gắt gao nhìn chầm chầm ly cà phê, mới vừa đem tay vói vào bao bao, liền nhìn đến tên kia đem chính mình ly cà phê cùng xã trưởng thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn quá mức giật mình, mới đã quên nhắc nhở. Nón xanh bảo an 20 hào. Ta cũng là, lúc ấy ta cũng chỉ cố chú ý cách vách Edoga Conan. Chờ xã trưởng đột nhiên thét chói tai ngã xuống đất, ta còn tưởng rằng bí thư hạ độc thành công đâu. những người khác đều chạy tới thời điểm, ta lực chú ý còn ở trên bàn, vừa vặn nhìn đến cái kia công ty viên chức đem một tiểu khối màu trắng xa khăn tàn tới rồi cái kia đường cắt vải bên trong. trốn thuế xã trưởng nam hào. đúng rồi, lúc ấy ta xem đối phương dùng cái kia tiểu băng gạt lau một chút chính mình ly duyên, còn nghĩ nói hắn một đại nam nhân thật đủ nương pháo, ai biết đó là cư nhiên là dính độc hung khí. Hanada Sarana một hào. Các ngươi này không phải đem toàn bộ gây án quá trình đều xem ở trong mắt sao? Vì cái gì như vậy còn có thể trúng chiêu a? À, các ngươi là ngu ngốc sao? Hanada Sarana bị tức giận đến quá sức, trơ mắt nhìn Takagi Otaru bọn họ từ Koyama Chika bao bao lục soát ra trang Kali bao con nhộng. Morikogoro lập tức lộ ra thần khí biểu tình, chỉ vào Koyama Chika nói: Megu cảnh sát này án tử cũng quá đơn giản. Vị này bí thư tiểu thư thực hiển nhiên chính là hung thủ. Thật là cái ngu ngốc đâu, giết người sau cư nhiên liền độc dược đều không có xử lý, chật chật chật. Hanada Sarana Nàng thật là ngu ngốc, nhưng là ngươi cũng là cái cẩu đầu trinh thám. Megu cảnh sát liên tục gật đầu. Từ vị tiểu thư này bao bao lục soát ra tới độc dược, vừa vặn là làm người chết trúng độc bỏ mình Kali Kianua đây là không thể nghi ngờ sự thật. Coi Amachika, ngươi bị bắt, cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Nói xong hắn nhìn một bên Takagi Wataru cùng Matsuda Jinpi giống nhau, ý bảo hai người qua đi đem nàng bắt lại. Coi Amachika kinh hoảng thất thố mà sau này xúc, nàng vội vàng xua tay. Không phải ta làm. Ta thật là muốn giết xã trưởng, nhưng là ta còn không có động thủ, hắn liền đã chết a. À. Đều đến lúc này, liền không cần giảo biện. Mori Kogoro xoa khởi eo. Chỉ có từ ngươi bao bao lục soát ra độc dược, này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh sao? Coi Ama đẩy ra Takagi Wataru duỗi lại đây tay, nàng tả hữu nhìn xem, trong nháy mắt tỏa định chính mình lão đồng học, đôi mắt, tạch, một chút sáng. Đụng phải nàng tầm mắt Hanada Sarana trong lòng toát ra một cổ điềm xấu dự cảm. Quả nhiên, dây tiếp theo, Koy Amachika liền bổ nhào vào nàng trước mặt ôm lấy cánh tay của nàng hô to: "Ta thật sự không phải hung thủ, ngươi mau giúp ta giải thích một chút a à cảnh sát tiểu thư." Lại tới: "Các ngươi một cái hai cái, vì cái gì đều phải ở trên thám cùng cảnh sát trước mặt cùng ta trang thuộc a, à, sợ ta không bị phát hiện phải không?" Hanada Sarana tức giận đến thẳng run run, phía trước Okawa Shidai cũng là, hiện tại ngươi cũng phải không? Hanada Sarana vừa nhấc đầu liền đối thượng Megu cảnh sát hoài nghi ánh mắt. Hanada, ngươi cùng vị tiểu thư này nhận thức sao? Một bên Enomo Ajusa nghe vậy lập tức cảnh giác lên, nàng nhìn thoáng qua bí thư mặt, phát hiện nàng lớn lên thanh tú động lòng người. Lại nhìn một cái nàng siêu có liêu ngực gắt gao đè ở Hanada Sarana cánh tay thượng, Enomo Ajusa dựng lên đa. Chẳng lẽ vị này bí thư tiểu thư cũng là đối phương dưỡng cá sao? vị này đạo đức luân tan cảnh sát tiểu thư, chân đạp năm chiếc thuyền liền tính, tự nhiên còn tính toán bối công làm việc thiên tư. Này sao lại có thể? Đồ bẩn cảm tình chuyện này trước phóng một bên, làm trái pháp luật sự tuyệt đối không thể. Như vậy nghĩ, Enomo Ajusa hừ một tiếng lẻn đến Amuro Toru phía sau, dùng tay che khuất miệng nhỏ giọng mà nói. Amuro tiên sinh, Ngươi cũng không thể làm vị kia cảnh sát tiểu thư mượn dùng cảnh sát thân phận giúp tội phạm chạy thoát A, à, như vậy cũng quá vô sĩ. Thật không nghĩ tới Nhật Bản cảnh sát cư nhiên có loại này bại hoại, thật là quá làm người thất vọng rồi. Đúng vậy. Amuro, Nhật Bản công an, to ru cười tủm tỉm biểu tình không chút sức mẻ, lại vô cớ để lộ ra vài phần đáng sợ. Nhân tư phế công cần phải không được đâu. Bên này Hanada Sarana chính liều mạng giải thích. Ta thật sự không quen biết nàng. Ta cũng không biết vì cái gì nàng tìm tới ta a. À. Nói nàng hung hăng trừng mắt nhìn coi Amachika. Ngươi mau cho ta giải thích thanh sở. Bị Hanada Sarana hung ác ánh mắt nhìn chăm chú, coi Amachika rốt cuộc ý thức được chính mình hành vi không ổn. Nàng buông ra ôm lấy Hanada Sarana tay, khóc xúc động mà nói. Ta chỉ là cảm thấy vị này cảnh sát tiểu thư vừa thấy chính là nơi này thông minh nhất cho nên mới hướng nàng xin giúp đỡ ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ không oan uổng ta ta thật sự không có giết người Ngươi con mẹ nó sẽ không nói liền cho nàng tâm miệng a à, không biết này đàn trinh thám nhất chịu không nổi chính là bị đối lập sao vì cái gì muốn đem nàng ninh ra tới thư những người khác không biết nàng trình độ các ngươi còn có thể không rõ ràng lắm sao đều là một cái lót đế kém bang nàng nếu có thể so này đó trinh thám thông minh, có thể cùng các ngươi này đàn hố cha hóa cùng lớp. Hanada Sarana Đỉnh Edoga Conan, Mori Kogoro, Amuro Toru, Matsuda Jinpi mang thứ ánh mắt, nhẫn nại đã lâu mới không có đem coi Amachika một chân đá phi. Phốt! Mori Kogoro bật cười, hắn cụ hai hạ vội vàng xua tay bổ cứu nói. Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là nghĩ, hiện tại người trẻ tuổi thật thích nói giỡn. Hanada Sarana. Ui uy, ngươi như vậy cười ra tới cũng thật quá đáng đi. Edoga Conan lộ ra bán nguyệt mắt. Hắn nhìn Hanada Sarana liếc mắt một cái, nải thanh nải khí mà nói. Đại tỷ tỷ rất lợi hại, lần trước ở tử trang cái thứ nhất tìm được mấu chốt chứng cứ đâu. Hanada xác thật rất có tiềm chất, nhưng là muốn nói là thông minh nhất nói. Megu cảnh sát nói đến một nửa, liền tạm dừng xuống dưới lần trước ở tử trang làm đệ nhất khởi án tử thời điểm, Hanada biểu hiện thực xuất sắc. Tiếp tục nỗ lực nói, khẳng định sẽ trở thành thực xuất sắc cảnh sát. Takagi Wataru thiện ý mà cổ vũ nói. Hanada tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng là học tập năng lực rất mạnh đâu. Sato Miwako cũng bỏ thêm tiếng vào. Matsuda Jinpi cười nhạo một tiếng. Ít nhất lần này không có phun. A liệt A liệt, không nghĩ tới cảnh sát tiểu thư như vậy ưu tú đâu, hảo chờ mong biểu hiện của ngươi. Amuro Toru trên mặt vẫn duy trì tươi cười, nhưng là kia ngữ khí, như thế nào nghe đều không hợp khẩu vị. Thật quá đáng. Thật sự thật quá đáng. Một cái hai cái, tất cả tại cười nhạo nàng. Hanada Sarana nắm chặt nắm tay mặt đỏ lên. Nếu nói phía trước một lần nữa bước vào Poirot quán cà phê, Hanada Sarana đã cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn cùng xấu hổ. Nhưng là ở chỉ có hai gã người phục vụ biết đến dưới tình huống, nàng ít nhất còn có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài thông dong. Mà giờ khắc này, đối mặt đại gia đối với thông minh nhất, thiện ý an ủi. Hanada Sarana đỉnh đầu bốc khói, ngón tay run rẩy, đôi mắt đỏ bừng, xấu hổ đến đều phải khóc ra tới. Chưa bao giờ từng có cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng từ bước vào coi rốt quán cà phê kia một khắc tích lũy áp lực rốt cuộc tới rồi cực điểm. Hanada Sarana, nàng bạo phát. Nàng mặc vô biểu tình lay hai xuống tay thượng bao tay trắng, đường kính xuyên qua đám người đi đến công ty viên chức Okawa Ichiru trước mặt. Ở mọi người tiếng kinh hô trung, một fan đem hắn xả lại đây. Okawa Ichiru, không cần trang, ta biết ngươi chính là hung thủ. Hanada Sarana âm trầm trầm mà nói ta không phải. Ngươi không thể bởi vì bị nữ nhân kia khen, vì cho nàng thoát tội liền bôi nhọ ta. Công ty viên chức Okawa Ichiru dãy dụ nói. Quy. Hanada. Megu cảnh sát lập tức ra tiếng ngăn cản. Đại tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Edoga Conan mở to hai mắt. Hanada Sarana căn bản không để ý tới bọn họ, trực tiếp đem Okawa Ichiru một đường kéo dài tới bọn họ vừa rồi liên hoan cái bàn trước. Ngươi ngồi ở người chết bên tay trái, là bởi vì người chết thiện dùng tay trái, mỗi lần uống xong cà phê đều sẽ đặt ở bên trái. Ngươi cố ý điểm cùng người chết giống nhau cơm điểm, chính là vì cấp đầu độc làm chuẩn bị. Ngươi đầu tiên là dùng dính Kali Keanu màu trắng băng gạt bôi chính mình ly duyên, lại ở người chết hứng thú bừng bừng đại nói công tác hấp dẫn mọi người lực chú ý thời điểm, Trọng dùng chính mình ly cà phê thay đổi người chết làm hắn ở uống cà phê thời điểm đem ly duyên độc dược cùng nhau uống xong chờ đại gia bị ngã xuống người chết hấp dẫn trụ thời điểm người lại đem dính gen hóa Kali băng gạt giấu ở đường cắt trắng vại làm hung khí biến mất Hanada Sarana nói xong một tay lấy quá trên mặt bàn đường cắt trắng vải trực tiếp quay cùng lại đây chỉ thấy màu trắng đường cắt khuynh đảo mà xuống giấu ở bên trong màu trắng tiểu băng gạt lộ ra tới Edoga Conan đoàn người mở to hai mắt